thơm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đóa cũng trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đan về, ngọt ngào hương xuân thấm trên bờ mông. Nhịp nhàng đàn chim én bay, ông kia mùa về bao đắm say. Một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ tưng bừng một mùa xuân mới sang. Dịu dàng bao hương sắc xuân, hát cùng em khúc tình ca. Cánh mây thơm tươi xuân lồng, ấm đôi má em thêm hồng, cùng mùa xuân em đến giữa đời vui. Tiếng chim hót vui cho đời, tiếng em hát thêm yêu người, đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi. Bên hiên nhà ngỡ như dáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thấm trên bờ môi. Nhịp nhàng đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắm say. Một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ tưng bừng một mùa xuân mới sang. Dịu dàng bao hương sắc xuân, hát cùng em khúc tình ca. Nhàng đàn chim én bay, ô kìa mùa xuân bao đắm say. Một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ tưng bừng một mùa xuân mới sang. Dịu dàng bao hương sắc xuân, hát cùng em khúc tình ca. Cánh mây thắm tươi xuân nồng, ấm đôi má em thêm hồng, cùng mùa xuân em đến giữa đời vui. Chim hót vui cho đời, tiếng em hát thêm yêu người, đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi. Chương trình do công ty BVH Star thực hiện. Chương trình xin cảm ơn sự đồng hành của bánh ngon chủ Âu Sugar Town và mỹ phẩm cao cấp Hương Thị. Và bây giờ nghệ sĩ Minh Nhí và Việt Hương xin phép rời một không gian khác để tất cả các danh hài của chúng ta chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt trong chương trình Khi Danh Hài Hát. Và quý vị vừa xem xong ca khúc Dịu Dàng Sắc Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Nam với phần trình bày của Minh Nhí, Việt Hương và 10 bạn diễn viên trẻ của sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Và với chiếc áo dài có một cái con rồng, đó là linh vật của năm nay. Không biết là mọi người có thấy Hương dịu dàng và có thấy nghệ sĩ Minh Nhí sắc xuân không? Và ngày hôm nay cái buổi chia sẻ này không chỉ có Minh Nhí, Việt Hương mà còn có một người rất là đặc biệt, rất là dễ thương, bay từ ở bên nửa vòng trái đất về đây để tham gia cùng với chương trình. Đó là nghệ sĩ Hoài Tâm. Luôn luôn có nụ cười trên môi luôn. Rất là dễ thương. Dạ chào quý khán giả thân thương ở Việt Nam. Mời em ngồi. Cảm ơn anh. Có một cái rất là đặc biệt mà phải là cảm ơn Hoài Tâm. Hoài Tâm là một cái người đồng hành với Việt Hương nay được là 17 năm trên tất cả các sân khấu ở hải ngoại. Có một cái là khi mà Việt Hương nói là Việt Hương muốn làm một cái chương trình này vào mùa xuân thì ngay lúc này là Hoài Tâm vừa đáp máy bay xuống luôn. Cho nên bài mở màn không có Hoài Tâm là như vậy. Vừa mới đáp xuống máy bay taxi. Anh Minh Nhí nói rằng là em dễ thương. Dạ thưa quý vị, em rất dễ thương. Và thương em cũng rất dễ. Và dê em cũng sẽ có thưởng.
Đó nhiều đó tao là thấy vui rồi phải không mọi người? Em mới vừa đáp máy bay luôn. Dạ em mới rồi từ luôn. Cái sân bay là em ập tới đây luôn. Dạ. How are you? Trời ơi. Quá trời. Ôi cái lưỡi anh còn ở trong đó không? Oh, I'm so good. Oh, so you good. Are. Good, good, good. You're good. Oh my god. Những cái good, good, good. Những cái câu hỏi vui nè, và đặc biệt có một cái này nghe. Việt Hương đi qua bên Mỹ cái mùa gần giáp Tết, thì khi mà mình đi mua đồ sắm đạt để đem về thì mọi người cũng lo là Hương ơi, mình mua cái này mua kia để đem về tặng cho bà con thân nhân ở Việt Nam. Yeah. Vậy thì khi mà Tâm dọn đồ về đây mà cũng giáp Tết để quay chương trình này thì Tâm có suy nghĩ là mua cái gì về để tặng? Tâm phải tặng cho người thân, gia đình, bạn bè đúng không? Dạ, đi về bên đây đó là em được check in 3 thùng. Nghĩa như thường là mình đi hành lý đi international 2 thùng, nhưng mà mình có cái thẻ hội viên thì mình được 3 thùng. Thì Khương gửi 1 thùng, dạ Minh Tuyết gửi 1 thùng và cháu em nó gửi 1 thùng. Dạ, rồi sao là xong rồi. Có mua quà không? Có mua quà. Vậy... em có đầy đủ lý do. Vậy là có quà. Lý do quá đỡ phải mua đồ. Vậy là phải cảm ơn Việt Hương và Minh Tuyết. Đúng, rất hợp lý, hợp lệ và hợp tình. Ê, nhưng mà nói vậy là không có đúng nha. Yeah. Em mà... nói là em không có đem cái gì về mà không biết hồi nãy ai mới vừa vô tới đây là tặng quà cho tôi liền ta. Phải lấy lòng anh Minh nhí. Để năm sau làm live show để cho Tâm. Để năm sau về đây và kiếm anh để anh hạ anh trứng. Cảm ơn món quà của em nha. Đây, có công nhận là ví dụ như Việt Kiều về nè, mình cũng có những câu hỏi. Hoặc là quê thầy với Sa Đéc, thì khi mình về quê bà con cũng có đặt những câu hỏi cũng vui phải không thầy? Nhưng mà cũng có nhiều cái câu hỏi nó hơi kể như là hơi nhạy cảm chút xíu. Nhưng mà em nghĩ mỗi người có một cách trả lời. Mình phải làm như thế nào mình uống lượng đúng không? Ví dụ nha. Còn, em ở xa về em hỏi trước cho. Dạ em thì thật sự là tại vì em theo dõi Facebook của bé Việt Hương với cũng một số diễn viên trẻ ở trong sân khấu của anh đó. Thì em biết là năm nay là sân khấu của thầy Trương Hùng Minh là có rất là nhiều giờ vở diễn. Mà em biết là hình như là vở diễn nào hình như là cũng đầy rạp, bán quá trời luôn. Sold out. Dạ sold out. Năm nay mình diễn nhiều không anh? Đó. Cái câu đó đó thầy có nghĩa là khi mà đi làm về á mọi người hay hỏi á, mà cái đó là cái hơi nhạy cảm ha. Ai hỏi là lương nhiêu rồi đó, năm nay làm ở trển nhiêu tiền vậy con? Có mua có mua vàng gì không con? Mua vàng không anh? Ví dụ như mình đi đường mình gặp cái mình hỏi ủa năm nay Việt Hương nhiêu tuổi thì không sao. Yeah. Nhưng mà cũng có nhiều người phụ nữ á, người ta không thích mình hỏi tuổi. Đúng nhưng rồi. Mà cũng có nhiều anh tự nhiên hỏi ủa bao nhiêu tuổi rồi, làm cho cái chị đó chị cũng hơi ngại. Ồ, nếu mà nói về cái vụ tuổi đó thì bé biết là mình ở bên Mỹ đó thì người Mỹ ta kỵ hỏi tuổi lắm, nhất là hỏi tuổi đàn bà. Cho nên khi mình hỏi tuổi đàn bà thường là anh thường hay nghe nói I'm 29. Thường là người đàn bà nếu mà họ over tuổi á thì họ nói là họ I'm 29. Còn bây giờ mà tụi mà lớp trẻ trẻ mà giờ mới là người ta nói forever 21. Forever 21 luôn nha. Là mãi mãi là cái tuổi 21. Dạ. Còn thầy ai nghĩ là có cái câu hỏi nào mà người ta dễ ngại nhất? Ví dụ như đầu năm đầu tháng rồi, có người yêu chưa? À, còn có những cái câu hỏi mà nó hơi kiểu như là hơi nhạy cảm chút xíu nữa. Hỏi cái người ta cứng họng liền. Đó. Dạ. Hỏi hoài Tâm thử nha. Dạ. Bao giờ lấy chồng? Gì vậy? Bậy. Dạ, không có, trời ơi, dạ không. Bao giờ lấy chồng là tựa của một bài tựa hát bé. Đó, cái này là tựa của một bài hát. Trước khi nói về cái bài hát đó thì em nói thiệt luôn, cái câu hỏi này nó rất là tế nhị mà. Đúng em rồi. Biết rằng là những người nào mà đi hay là về quê hay lâu lâu gặp, nhất là đầu năm về lại quê ăn Tết này nọ, là hay bị bà con hàng xóm hay lại hỏi ủa ơi, chừng nào lấy vợ? Bao giờ lấy chồng? Đúng không? Em thì em nghĩ là khi mà hỏi cái câu đó đó mình thì nếu mà mình chưa có nha, mình cũng phải kiếm cách để mình lèo lắm. Dạ, giống như dạ, anh hỏi em là chừng nào có vợ. Thật sự ra thì một người đàn ông á là coi như là phải lấy sự nghiệp lên là làm đà hàng đầu. Cho nên là giờ thật sự ra cũng đang cố gắng để dành tiền để xây dựng sự nghiệp trước, rồi kiểu vợ con em tính sau. Đó em trả lời vậy đó. Dạ. Còn nếu mà hỏi anh đi, hỏi anh dạ. Đi. Ủa anh chừng nào anh có người yêu? Ngày mai. Trời tự tin vậy luôn hả? Ta đừng nghĩ đó luôn hả? Nhưng mà bây giờ quay trở lại hồi nãy anh nói là bao giờ lấy chồng? Các bạn hãy xem Su Su, Bảo Bảo và Cano họ sẽ trả lời như thế nào. Nhiều khi người ta quan tâm mình, người ta yêu thương mình, người ta hỏi chứ không phải là họ muốn làm đúng. Cho mình tổn thương. Đúng cho rồi. Nên là ba bạn này sẽ có cách uốn lượn và trả lời như thế nào rất là dễ thương. Với bài hát Bao giờ lấy chồng của tác giả Huỳnh Hiền Năng.
lẻ bóng một mình. Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ Trang chờ em về quê ăn Tết linh đình, tay xách hành lý nhìn em cười vẫn tươi xinh. Người quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa, vẫn đây chờ phi người ta chén chút đầy đưa. Về đến nhà vui làm sao kể hết cho vừa, mẹ em ra đón hỏi ngày chiều lấy chồng chưa. Có thấy câu trả lời của Cano, Su Su và Bảo Bảo rất là hay không? Và rất là dễ thương nữa. Dạ, đúng. Rất là vui đúng không? Yeah. Bây giờ mời thầy ăn. Ủa? Một cái bánh này mà thầy thích nè. Bánh này là bánh mặn nha. Ủa, Sugar Town. Sugar Town. Sugar Town đó nhỉ. Thầy cũng rất là cảm ơn bánh ngon chuẩn Âu Sugar Town. Nguyên một năm 2023 vừa rồi là luôn luôn đứng bên cạnh sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, hỗ trợ, tài trợ, gắn bó. Và thầy cảm ơn Việt Hương rất là nhiều. Tại sao mà thầy Minh cứ cảm ơn Hương hoài là vậy nè? Khi làm cái chương trình lần đầu tiên ở tại sân khấu thì tổng công ty BBH Star của Hương cũng có sản xuất một cái vở thiếu nhi, đó là Bí mật trăm túp tre. Thì đã dính thiếu nhi là sẽ dính đến bánh ngọt, cho nên là bánh ngon chuẩn Âu Sugar Town mới tài trợ. Nhưng bên cạnh đó thì Việt Hương cũng cảm ơn thầy. Tất nhiên là cảm ơn rất là nhiều lần, là vì thầy đã đào tạo ra mình, dạy cho mình để mình sống như thế nào ở ngoài đời, để mình đẹp đời, tốt đạo. Và tất cả các học viên của thầy là các em cũng hỗ trợ. Các bạn sẽ thấy trong chương trình Khi Danh Hát thì các em hát rất nhiều, nhảy múa hỗ trợ. Một năm vừa rồi thì hai thầy trò làm hoạt động rất là nhiều về cái mảng sân khấu tại Việt Nam. Nhưng mà Tâm thì cũng có một cái rất là đặc biệt, và cũng là do thầy Hương truyền xuống cho Hương, là muốn giữ cái văn hóa Việt, muốn giữ cái học trò của mình. Và Hương cũng truyền xuống Tâm. Và các bạn có biết không, là ở xứ lạ quê người, để cho một cái người như Hoài Tâm làm một chương trình luôn cả nhà, và toàn là những người ở tất cả các tiểu bang. Có 50 tiểu bang mà các bạn phải kêu tất cả các tiểu bang để mua vé về lại tiểu bang Nam California là Los Angeles để mà tổ chức một cuộc thi. Rồi Tâm cũng tổ chức sản xuất, và nó cực vô cùng luôn, không phải như bên này. Quý vị biết là Tâm với Việt Hương là song hành với nhau bao nhiêu năm. Ở lúc đó bé Hương ở bên Mỹ thì hai đứa đi diễn rất là nhiều, nhưng mà suốt cái thời gian dịch pandemic đó, thì bé Hương về Việt Nam thì Tâm cũng lại ở lại bên nó. Có một lần có một bạn mới nói với Tâm rằng là tối nay em buồn quá, em ngồi coi lại những cái tiểu phẩm ngắn ngắn của anh với chị hết hồn. Tưởng nói tối nay em buồn quá anh đi chơi với em chứ. Thì đó, buồn quá, nhưng mà mở tiểu phẩm hài của Việt Hương và Hoài Tâm ra coi, thì nói là em coi xong em thấy giống như trước đó có anh Hoài Linh Trí Tài, rồi có anh Quang Minh chị Hồng Đào, rồi có Việt Hương Hoài Tâm, rồi sau đó không thấy có một cái cặp nữa. Sau đó thì nói chứ em ước chỉ có một cái thế hệ kế tiếp nữa làm như vậy. Tâm tự nhiên ngồi bật dậy và nghĩ ra làm ra một cái chương trình tuyển lựa tài năng mới tên là The Next Comedians. Đó thì em mới tuyển làm một cái chương trình đó, thì em bắt đầu từ cái ngày mà suy nghĩ ra cho đến lúc mà thực hiện, và đến lúc mà là đêm chung kết bé Hương qua chấm luôn đó, thì là gần như là 4 tháng. Em rất là vui. Dạ. Mua được mấy căn nhà rồi. Dạ, trân trọng thông báo với là sư tổ là em đã bán một nửa căn nhà để làm cái chương trình đó. Dạ. Cả nhà biết tại sao mà Việt Hương hỏi tâm sự, rồi Việt Hương cũng tâm sự, rồi hỏi nghệ sĩ Minh Nhí tâm sự, hỏi nghệ sĩ Hoài Tâm để tâm sự. Tại vì sau đây sẽ là một cái tiết mục tâm sự. Tâm sự, dạ, gọi là tâm sự nàng xuân.
của nhạc sĩ Hoài An. Ca sĩ nào, danh hài nào sẽ hát thì cho phép Việt Hương bí mật. Chờ tin bao xuân, tôi đón xuân giữa muôn ngàn nắng xinh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui tròn mùa xuân. Sao vậy? Mới hát xong sao che mặt vậy? Nó cỡ.
Hay mà. Không không, dễ thương thôi. Nói nghe nè. Dễ thương. Người cũng 60, người cũng 50 rồi. Bớt làm cái nét. Trời ơi, bà trời, nó ghê quá. Nè nha, không có 60 với 50 vậy đây nha. 29. 29, dạ. Trời ơi, đất ơi, em 29 và anh 30. Thì dạ. Anh ơi, mình cứ 29 nói... mà là chín ngắt, cái chín rụt quá. Dạ đúng, mình cứ nói vậy đi, chả cỡ nào cũng dính hết anh, hiểu không? Cả nhà mình ơi, đây ca sĩ 29 mà chín rụt. Hồi nãy á, hai người hát dễ thương mà tâm sự nàng Xuân, đâu phải Xuân lúc nào cũng có vui đâu, cũng có những cái khoảng lắng và có những cái kỷ niệm. Đó, giống như là mình ăn một cái Tết đoàn viên, cũng có những cái Tết không đoàn viên vậy. Có những cái năm á, là bay show, là chỉ có một mình thôi nha, một mình hơn thôi, bay khắp nơi. Và có những cái Tết mà được đoàn viên á, thì cái đó là gọi là kỷ niệm vô cùng luôn. Đó là cái năm đầu tiên à, gia đình Việt Hương trở về Việt Nam. Và sau một cái biến cố của thế giới luôn, à, một cái bệnh dịch tràn lan, cái năm đó là cái năm lần đầu tiên cả gia đình ngồi xuống và ăn Tết. Các bạn biết không, cũng là cái bánh tét đó, cũng là cái mức đó. Và tự nhiên sau năm đó thấy nó quý vô cùng. Ăn cái bánh mà mình xúc động á, tự nhiên mình cảm thấy là ôi, mình còn được ngồi đây để mình còn cùng với gia đình. Chỉ như vậy thôi, đó là hạnh phúc của mình rồi. Tâm hiểu cái cảm giác của bé Việt Hương. Tại vì Tâm rất là gần với Việt Hương, nên là Tâm biết rằng là bé với anh Phương với con có một đoạn phải cách xa. Cứ mỗi một năm là phải bay qua bay lại, bay qua bay lại. Có năm là Hương bay tới 20 chuyến trong một năm. Hãng máy bay sống được là nhờ bé Việt Hương đó. Nói cái là long lanh, long lanh, long lanh, long lanh á, hạnh phúc á. Cái niềm hạnh phúc này á là anh hiểu. Thật sự mà nói á, ăn một cái Tết đoàn viên đầy đủ những thành viên ở trong gia đình á, nó rất là hạnh phúc. Mà thật sự đối với thầy bây giờ là nó không còn nữa. Từ nhỏ là gia đình có một cái quy luật rất lớn là dù bất kỳ con cái đi tới đâu, 30 Tết thì mùng 1, Tết mùng 2 về là phải đầy đủ mặt mày và ăn cơm, có cái bàn ăn và ba ngồi đâu, má ngồi đâu, rồi 8 anh chị em ngồi theo thứ tự như thế nào. Nó đúng đi như vậy luôn. Gia đình anh Minh tới 8 anh chị em, anh là thứ 8 nhà giàu lắm. Dạ. Nhà thầy Minh ngày xưa giàu. Lúc giờ, đó, thấy lúc giờ đó vẫn thì giàu mà. Dạ, không. Đeo hột quá, chiếu quá. Lúc đó là thật sự là nhà khá. Dạ. Đó, thì hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm Hương. Nhưng mà từ lúc mà ba má của thầy mất á, dạ, thì đã mất hai người lớn rồi. Cái con bà chị thứ tư cũng đi Mỹ luôn. Bà chị thứ hai thì lại mất luôn. Rồi còn mấy anh chị em đó thì cũng về, nhưng mà nó không còn cái hình ảnh ngồi quây quần mà hồi xưa là khoái ăn cái buổi cơm sáng chút mùng 1 đó. Để chị biết không? Gọi là lì xì. Ăn xong mới được lì xì nha. Nhưng mà đó gọi là ăn tân niên hả? Ăn tân niên. Còn cái đêm 30 là ăn tất niên, buổi chiều á. Đúng rồi đó. Là cái buổi sáng đó là mặc đồ đẹp nha, là phải ăn cơm mới được lì xì. Cho nên là phải ngồi xung quanh gì đó, khoái nhất cái buổi đó. Và với lại được mặc đồ đẹp. Đúng rồi, bây giờ tìm lại cái đó. Thật sự mà nói mỗi lần Tết á, thì bây giờ á, giống như chỉ có ngày 30, Hương biết thầy phải đi về Sa Đéc, rồi ra mộ ba má cúng, xong rồi về nhà cúng đó ông bà, xong xuôi là xong chạy rồi là phải lên đây để bắt đầu lo Tết, diễn Tết, rồi cúng đêm giao thừa ở đây. Thành ra là cái hình ảnh mà các gia đình quây quần bên nhau đó, thì mọi người nên giữ gìn cái hình ảnh đó. Giữ đến lúc nào hay đến lúc đó, thì cái đó là cái hình ảnh đẹp nhất của tất cả các gia đình. Mình hy vọng là Tết năm nay tất cả các gia đình đều được ăn Tết đoàn viên thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Em nhớ cái một cái kỷ niệm mà lần cuối cùng em ăn Tết ở Việt Nam là năm 1990. Ăn cái Tết cuối cùng ở đây. Và cái Tết đó em nhớ nhất đó là vẫn còn được đốt pháo. Em nhớ là nhà em thuê chỗ quận nhất ngay chỗ đường Đinh Tiên Hoàng đó. Em đi bộ tới chùa Ngọc Hoàng. Dạ, nguyên gia đình em đi đến đó. Và coi như là ngày đầu năm thác pháo là trời, nó quá trời trên đường luôn. Dạ, và cái điểm vui nhất mà thời đó là lụm mấy viên pháo đó, dạ, đi lép đó, mấy pháo lép đó. Dạ, nhưng mà rất là nguy hiểm nha. Dạ, lúc đó còn quá nhỏ, mình không có biết, chỉ nghĩ đến vui thôi. Năm đó là bao nhiêu tuổi? Tâm bao nhiêu tuổi? Không nên hỏi như vậy nó sẽ quy ra đó. Dạ, lúc đó còn bé lắm, cái não nó còn mới đẻ luôn á. Cái não nó còn nhỏ. Hỏi câu đó giống như trở lại từ đầu quá. Hỏi cái xịt keo. Dạ không, cái đó năm 1990 rồi, cõi Việt Nam là bây giờ đã là 33 năm rồi, mà lúc đó đã biết lụm pháo là ít nhất cũng phải mười mấy tuổi rồi, cộng dồn giờ mới có 29 à.
Không, thì đó, nó nghe nè, giới thiệu bài hát xịt keo. Xịt keo. Giới thiệu bài hát cái bài tính á. Bà Hương là có chừng nha, chuyên môn xịt keo đó. Đó, không cả nhà ơi, nãy giờ cứ nhắc là Tết, là Tết, là Tết, Tết luôn. À, vì cô sẽ giới thiệu tới cả nhà một bài hát rất là dễ thương, đó là Tết là Tết của nhạc sĩ Nhất Trung. Qua hai giọng hát, Võ Tấn Phát và Quỳnh Lam. Xa về đây xung vầy, Tết 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 là Tết là Tết, con cho ông bà quay quần bên nhau. Cho về cho ta cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho về cho ta cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Tết 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 là Tết là Tết. Ta về đây xung vầy, Tết 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 là Tết là Tết, con cho ông bà quây quần bên nhau. Cho về cho ta cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho về cho ta cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Ta về đây xung vầy, Tết 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 là Tết là Tết, con cho ông bà quây quần bên nhau. Cho về cho ta cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho về cho ta cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Tết 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 là Tết là Tết, Tết vui đến ngay dưới mái hiên nhà. Tết là Tết, Tết với cái quà trong nhà dì phố. Tết Tết là Tết là Tết, cho người xa về đây xung vầy. Tết 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 là Tết là Tết, con cho ông bà quây quần bên nhau. Cho bà cho ta cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho bà cho ta cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Trời ơi, đẹp quá. À, mẹ bé. Sao ạ? À, nếu mà mình thay đồ mà một bộ áo dài trắng trinh nguyên giống như vậy, cái nét giống tiểu long nữ vậy là bé không có nên mà bước ra rồi ngồi ịch xuống giống vậy. Ủa sao? Dạ, mình là tiểu long nữ mà mình phải bay thả, bay từ trên cao thả 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 xuống ở phía thân. Có nha. Cái gì? Sân khấu này có bay nha, có dây bay. Sân khấu của Trương nghệ thuật Trương Hùng Minh này có bay được nha. Bay được. Ôi, có bay mưa luôn. Đó mưa. Có mưa, luôn có bay. Còn bà tiểu long nữ này là bạn ở đây có sợi dây nè, tối bạn ngủ trên đó đó. Anh đồng tư vậy luôn hả? Vậy chắc nếu mà đầu tư nhiều quá mà coi như là có mưa rồi có bay rồi nọ là vậy là không có lời nhiều rồi. Dạ, thì cũng chút đỉnh. Chút đỉnh nè. cũng đi tới đi lui quay lại cũng là như có lời nhiều mà vẫn không trả lời. Nè, à, sân khấu có dây nè, có mưa nè, có sân khấu 2 tầng. Wow. À còn một tầng ở trên nữa và đầu tư rất là chỉnh chu luôn. Ngoài sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, ngoài diễn kịch ra còn làm được rất là nhiều thứ luôn. Yeah. Chương trình bữa nay mình quay hình tại sân khấu nghệ thuật Trương Minh đó cưng. Dạ, tranh thủ quảng cáo quá. Nói về Tết á, dạ, là nhiều người ở miền Tây á, bình thường cả năm người ta đi làm trên này
ngày Tết á là ta rất là mong để về ăn Tết miền Tây, nhiều cái vui lắm Hương. Em không biết là tại vì nói thiệt với anh là em chưa bao giờ về tới miền Tây. Miền Tây ăn Tết thầy nói rất là đặc biệt là đúng. Và người miền Tây mời ăn là có thiệt nha. Ví dụ nó trời ơi, vô ăn chén cơm là mời tới khi nào mình cầm cái chén với lại nó đũa là mình ăn rồi thôi. Là mình phải ăn nhiệt tình. Đúng, đó. Mà dọn ra ta nói nghe trong nhà có nhiêu dọn sạch. Rồi lên xe đi về đâu có để cho không. Đâu có đi cơi cơi. Tại sao hết mang nữa. Không, người ta mới có câu cũng rất là dễ thương luôn, gọi là dỗ quải. Và miền Tây mình đã ăn đám dỗ là phải có quải đem về. Trong nhà có cái gì, có vài trái dừa cũng hái, có vài trái đu đủ cũng hái. Nói chung là có cái gì ở trong nhà là khuân nên cho. Và khán giả cứ nghĩ Hương là người miền Tây, nhưng mà không phải. Hương là người Sài Gòn và Hương sanh tại quận 10. Nhưng mà tại sao? Là tại vì Hương bị theo người miền Tây luôn, cách nói chuyện giống luôn, cách ăn, cách ở, rồi cách ăn đồ ăn, hai thầy trò gom đồ đem cho. Dưới như thầy á, thầy đi bất cứ gì về cũng có bánh, có trái, có quà, một chút xíu, cục kẹo cũng là mua đem về cho sắp nhỏ. Đó, nó là cái tánh và cái nết của người miền Tây. Cho nên là khi mà Hương đã về tới đó rồi là Hương giống như lăn vô nhà á. Hương lăn vô và Hương kiếm coi có nhà có gì ăn không, không có ngại. Nhưng mà bé biết sao, không phải là người ta khán giả tưởng đâu bé người miền Tây đâu. Người ta nhìn cái mỏ tâm người ta cũng tưởng là tâm người miền Tây. Ai Bến cũng Tre ở Bến Tre hết á. Xong rồi cái em nói dạ em không phải Bến Tre. Dạ em ở sát bên Bến Tre, em ở Mỏ Cày. Ở trong cái Mỏ Cày. Ghẹo á, chứ tâm là ở quận nhất. Tâm là ở chợ Tân Định. Dạ không biết miền Tây luôn. Người dân miền Tây á, trong một năm có rất 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 nhiều người. Nói chung xa xứ ta mưu sinh. Và có những người sau một năm làm việc thì có được một chút ít á, người ta về ta ăn Tết đoàn viên với gia đình, ta mong những ngày Tết để họp mặt gia đình. Nhưng mà cũng có, nói chung cũng có một số bạn, đúng một rồi, số dạ. người kiểu như không may mắn, đúng rồi, không có thu hoạch được, không thu hoạch nhiều được. Khi muốn về ăn Tết cũng không có khả năng để về, mà nhiều đứa học trò mình luôn Tết nó muốn về với gia đình nó, nhưng mà về rồi phải có chút đỉnh rồi lì xì em út hoặc lì xì ba mẹ được, nhưng mà nó không có luôn. Rồi cái nó cũng dám về luôn, cho nên là cái tình thương, cái ngày Tết mà ăn chung với nhau, quây quần gia đình với nhau, cái quan trọng nhất là cái sự đầm ấm với nhau của đó rất là quan trọng. Giống như nãy Hương nói đó, em muốn ước một lần về với miền Tây để coi về quê miền Tây ăn Tết như thế nào. Em không biết là em sẽ về như thế nào, nhưng em biết rằng là tiết mục kế tiếp các bạn sẽ về quê ăn Tết như thế nào. Mời quý vị xem tiếp nhạc phẩm được mang tên Về Quê Ăn Tết Thiệt Vui, với phần trình diễn của Vi Phụng, Phương Dung, Thủy Mười và Năm Trà. Tiền lương mình sao không thấy, sắp đến Tết rồi mà trong túi không có một xu. Tiền ở đâu về quê thăm nhà, tiền ở đâu mua thịt mua gà, rồi tiền mua quà biếu cho cha mẹ già. Sắp đến Tết rồi tiền đâu về quê ăn Tết, Tết nếu có tí tiền thì ăn Tết vui thiệt là vui. Tiền gây luôn làm ra cuộc đời, tiền mà không vô ngồi đó than trời, tiền lương nay chưa thấy sao đi về quê. Đi mượn đi, nghèo ai có mượn thì cầm đồ đi, đồ đâu mà cầm, mua vé số đi, nhà nào cũng mua, có đúng không? Đúng gió cả hoài, thấy thương. Không cần thương chỉ cần tiền, tiền đâu mà đi về quê, khổ thân công nhân cả đời, Tết đến rồi không có tiền làm sao về quê. Mẹ em ở tận Vĩnh Long, Tết đi lên Sài Gòn bán bông, người ta cứ đi vòng vòng mà người ta không có chịu mua bông. Sao vậy? Vì người ta chờ đêm 30 Tết, bước nhanh nhanh ra đường kiếm bông ấy rồi mới mua. Mà em ba bán bông Tết mà lỗ te tua, bán bông được vốn tiền đâu mà đi về nhà, tiền đâu về quê ăn Tết. Nếu có chút ít tiền thì năm nay về quê vui lắm, vui. Có chút bánh chút quà về đem biếu cho bà con xa, tiền đâu ra. Tiền ở
tiền lương mình sao không thấy. Sách bên Tết rồi mà trong túi không có một xu. Tiền ở đâu về quê thăm nhà, tiền ở đâu mua thịt mua gà, rồi tiền mua quà biếu cho cha mẹ già. Sắp đến Tết rồi tiền đâu về quê ăn Tết. Tết nếu có tí tiền thì ăn Tết vui thiệt là vui. Tiền gây luôn làm ra cuộc đời, tiền mà không vô ngồi đó than trời. Tiền lương này chưa thấy sao đi về quê. Đi mượn đi, nghèo ai có mượn thì cầm đồ đi, đồ đâu mà cầm, mua vé số đi, ngày nào cũng mua, có đúng không? Đúng gió cả hoài, thấy thương. Không cần thương chỉ cần tiền, tiền đâu mà đi về quê. Khó thân công nhân cả đời, Tết đến rồi không có tiền làm sao về quê. Mẹ em ở tận Vĩnh Long, Tết đi lên Sài Gòn bán bông. Người ta cứ đi vòng vòng mà người ta không có chịu mua bông. Sao vậy vậy? Vì người ta chờ đêm 30 Tết, bước nhanh nhanh đi ra đường kiếm bông ế thì mới mua. Má em bà bán bông Tết ba lỗ te tua, bán bông được vốn, tiền đâu mà đi về nhà, tiền đâu về quê ăn Tết. Nếu có chút ít tiền thì năm nay về quê vui lắm, có chút bánh chút quà về đem biếu cho bà con xa. Tiền đâu ra, tiền ở đâu về cho tôi mừng, nhìn nhà giàu ăn Tết tưng bừng, lòng bỗng nghe quằn đau, làm sao về quê ăn Tết. Tiền nơi đâu? Tiền không có thì mình cũng về quê, Tết 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 đến, không tiền không sao cũng về quê. Dễ thương quá trời luôn, bốn người đã hát quá dễ thương luôn. Dễ thương ha. Dạ. Em thích cô Năm Trà quá, phải phải Năm Trà Neo. Dễ thương quá, bốn mỹ nhân tuyệt vời. Chị Phương Dung nè, chị Phi Phụng nè, và Thủy Mười là đi tấu hài chung. Các chị lớn hơn nhưng mà tấu hài chung cùng thời. Và tới bây giờ thấy mấy chị cũng y chang vậy à. Dạ. Cũng dễ thương y vậy à, chị trời Phụng cũng vui y chang vậy. Bé, chị Dung cái nết cũng y vậy luôn. Phương Dung, Phương Dung Tào Thị. Tào Thị trong cái phòng công Cúc Hoa. Trời ơi, cái thời đó là coi như em cái nết liền khô. Dạ, cái nết liền khô lúc đó em mới có 3-4 tuổi đó là em đã thấy. Không, nhưng mà cái đó chỉ là vai diễn thôi. Ở ngoài chị Phi Bụng với bà Phương Dung cũng là kêu bằng rất là dễ thương. Phương Dung là bằng tuổi anh á, tuổi con mèo. Ủa, anh tuổi mèo luôn hả? Anh là con mèo. Đen mèo em luôn. Em cũng mèo luôn. Mình là mèo. Nhưng mà năm nay là năm con rồng. Năm con rồng. Là biết năm của ai không? Dạ, em biết luôn, dạ. Năm của bạn này. Đang tăng tăng tàn. Những cái người mang tuổi con rồng á, tánh tình xa ta. Nóng. Phải không? Đối với em là em rất là nóng tánh. Dạ. Bây giờ là em chắc được, em còn hai phần nóng thôi đó. Còn rồng sao nóng hơn? Nóng lắm. Không biết nhưng mà mọi người phân tích cho em ha. Em bính thìn mạng thổ nhưng là em là hành hỏa giống như rồng, rồng lửa đó. Nhưng mà người ta nói cái đó cũng là một cái tốt của mình. Có nghĩa là hỏa sanh thổ là tốt cho mình. Nhưng mà nhiều khi cái người nóng á, họ muốn cái chuyện đó cho nó thành. Cho nên họ la, họ nóng, họ nói ngay lúc đó thôi. Nhưng mà cái người nóng là ít bao giờ để bụng. Chính xác. Đúng rồi. Dạ. Chính xác. Thường là họ la ào ào xong chút họ quên. Rồi tôi dậy là dạy rồi đó nghe bái ơi, rồi là qua chuyện khác liền. Dạ. Xong cái ngồi ê ăn gì không tụi bay. Cái điều may mắn với em luôn nha, là cuộc đời của em không biết làm sao mà em rất gần với tuổi thìn và em chơi với tuổi thìn không thôi. Thìn nhỏ, thìn lớn, thìn bé gì đó em. Thìn lớn là 64. Dạ, 64 là em cũng về. Là chị Marito. Chị Marito, chị Tôn Ngọc Thủy. Dạ, chị Tôn Ngọc Thủy, chủ trung tâm tiếng Anh Paribenai. Có một cái rất là dễ thương là chị Thủy á, là chị tánh chị cực kỳ, chị nóng tánh. Dạ. Nhưng mà vui có một cái gì nè, thấy chị nóng tánh tất cả đều xa lánh chị. Rất như là sợ trong công việc thôi. Dạ. Nhưng mà có nhiều lúc chị nhắn tin cho Tâm hay là Tâm nhắn tin cho chị rủ rỉ. Hai chị em trong nhà mà thân dữ lắm mới nói những điều vậy. Ê Hương, ngộ vậy. Nhớ cái đợt mà anh của anh làm tiếng Nga 132 không? Dạ. Trời ơi, trong lúc quá trình mà bả làm mà trong cái đêm diễn đó nhớ không? Bả khó dễ sợ mà bả la. Nhưng mà sao đó nghe, gặp cái hiền mà vui vẻ đó. Ủa? Thì ra là Hương nói cái là tánh như vậy. Đúng rồi, trong công việc á là bà rất khó. Dạ. Có một cái rất là vui là chị Marito á, tại chị sản xuất chương trình á là quá nhiều thứ mình phải tập trung, cho nên chị không nhìn thấy ai đó, chỉ lo công chuyện thôi. Cái hồi đó anh sai cố nghệ sĩ Chí Tài còn cái bé Hương chào, kể cái là em biết bé Hương kể gì liền. Chào Thủy, thì lúc nào chị Thủy cũng chào chú, tại kêu chú Tài bằng chú là chào Thủy mà chị đi luôn à. Cái anh Tài ảnh nó tới nói Hương, em có biết làm sao mà bây giờ Thủy tập trung không? Hai anh em nhắm tay đi ngay biết nói gì không? Trời ơi, cái kịch kỳ này cả tiếng đồng hồ lận Hương ơi. Chỉ quay qua liền. Cái gì? Cái gì muốn tiếng? Tại sao? Em đã dẫn chú rồi. Có nghĩa là
gì mà dính đến công việc là chỉ ấy liền, dạ không? Hình ra là anh Tài với em là chuyên môn ghẹo chị, hiểu không? Cái kỷ niệm nhớ cái chứng kiến đó, cái kịch dài, cái kịch tụi mình mà 132 đó dài, dạ. Mà bà Thủy nhảy lên sân khấu 4 lần luôn á, mà nó dài quá, đứng đầu cái ngày dài quá. Xong rồi một chút nữa là chị quên đó, có nghĩa là cái tánh nóng bà vui vẻ trở lại á. Rồi có ăn gì chưa đó, đấy. Rồi lúc đó tụi mình giận dữ sợ, mình nghĩ trời ơi sao giờ là chỉ còn hỏi tuổi con đầu. Bà Hương này cũng y chang vậy nè, cũng y chang vậy nè. Em biết bé Hương, em biết Minh Tuyết. Dạ, Minh Tuyết cũng rồng luôn hả? Rồng luôn, chơi không với Tuyết với Hương, với bé Hương luôn. Tuyết là cùng ngày cùng tháng cùng năm với Hương luôn. Thế là bạn thổ luôn hả? Thổ luôn. Nãy giờ nói về tuổi thìn mà bé Hương nói nóng tánh đầu này nọ là đó là tại tự khai thôi. Dạ tự khai. Còn cái này em nhìn nhận nè, tất cả những người tuổi thìn thương chồng, trời ơi già. Thương chồng mà chăm sóc thì thôi em nói thiệt á. Đây là dạ là coi như mà chính không thế với thiếu điều cũng bế vô chồng đi tắm luôn đó. Dạ thương những người tuổi rồng. Chị Thủy cũng thương anh Thì. Thương trời ơi. Minh Tuyết cũng thương anh anh Việt. Dạ dạ đây cũng vậy luôn. Dạ anh Hoài Phương là trời ơi. Cục vàng đó. Về nói ông ghẹo ngoài à, cái cục vàng cái đó. Anh Phương là người Bắc. Cho nên là ông nghe cái từ cục vàng, ông không biết là nó quý hay là cái gì. Thì anh Phương anh trẻ đó nên ai cũng tưởng đâu là bé Hương là lái máy bay. Vậy mà ông Phương lớn hơn bà Hương. Thế đó, nhưng mà ở ngoài không ai biết hết á. Là nói chứ trời ơi, bà Hương đó là bản là coi như là lấy phi công trẻ đó. Phải biết sao, thực chất là ông Hoài Phương lớn tuổi hơn Việt Hương. Nhưng bà này bà lo làm ăn, bà lo tất cả công việc. Ông Phương vẫn lo nhưng ông Phương ông rất lãng tử. Có một cái nữa mà tâm ông trẻ hơn tâm quên nhắc đó là nấu đồ ăn rất ngon. Dạ có cái khiếu nấu đồ ăn tuổi thìn Tuyết nấu đồ ăn ngon lắm. Hương không phải là nấu món miền Nam ngon nha, nấu món miền Bắc ngon luôn, đặc biệt là miền Bắc chả giò thì gọi là gì? nem cực kỳ ngon, nem cua bể. Cố nhạc sĩ kỳ, Phú Quang đã đến thử em rồi, tôi thử cô làm dâu Hà Nội được không? Đó, ảnh qua tới Mỹ luôn, các em mới làm cho anh ăn. Nhưng mà cả nhà ơi, tuổi thìn cũng có người này người kia và nó có nhiều cái rất là đặc biệt và là tạo nên con người, chứ không phải là tất cả ai đẻ tuổi thìn ra đều là như vậy. Nhiều khi tánh Hương nóng nhưng mà một cái người bạn cùng lớp của Hương thì tánh lại không nóng, hoặc là do cái cách giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình nó chiếm 40%, giáo dục của trường á chiếm 40%, và 20% còn lại đó là xã hội. Bước ra ngoài xã hội, cuộc đời sẽ tán vô mình vài cái, sóng gió nó tới. Không phải ai tuổi rồng là cũng là như vậy, có người này người kia cũng có những con rồng rất là uốn lượn, rất là nhẹ nhàng. Nhưng em chốt với quý vị, tuổi rồng được con cái là gì? Thương chồng, giỏi và rất giàu. Không, tâm phải khẳng định là những tuổi rồng tâm những biết. Những tuổi rồng em biết luôn. Em nói nè, tuổi rồng 64 nè, tuổi rồng 76 nè, tuổi rồng 1988 luôn. 1988 luôn rồi. Có mấy đứa bạn là tại vì cũng tuổi rồng á mà làm cái nghề gì biết không? Trồng hoa, cá kiển, cây hoa rồi cây cảnh để bán mùa Tết á. Thầy. Bán sỉ không? Bán sỉ giàu dữ lắm. Không, nhưng mà hồi đó bán ok, còn mấy năm gần đây mấy người dân nhất là bán hoa đó, những cái người dân bán hoa đó nói chung là bán ế lắm, thương lắm. Tao không biết đâu, bây giờ có nhiều người là có một cái ý nghĩ là thôi để từ từ, hai là vậy nè, đợi đến 30 mới mua. Đúng rồi, 30 để cho nó rẻ. Nhưng mà vậy tội nghiệp mấy người bán hoa. Không ăn em thì em không thích, em là em thích là phải mua về sớm. Để chưng. Đúng rồi. Thôi bây giờ nha, nếu như vậy thì Việt Hương, Minh Nhí và Hoài Tâm, cả ba người MC đang ngồi đây sẽ mời quý vị đến với một cái tiểu phẩm rất là dễ thương có tên là Sạp Hoa Bất Ổn. Bông nè, mua bông về chung Tết đi mấy anh mấy chị. Dạ, mua giùm em đi, ào lên mua người chậu đem về trưng trước nhà. Trời ơi, đủ chủng loại bông hết trơn á. Trời ơi, trước nhà mà có bông ngày Tết nha, là nó tươi tắn, làm ăn quất 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 lên mấy em mấy chị. Lên mua người chậu đi. Lên. Đi lên mua. Dạ, em bực quá. Dạ, em mời từ sáng tới giờ không ai mua, cho nên em lỡ em nạp. Thôi mọi người đừng giận em, mọi người ủng hộ đi, lên mua giùm em đi. Dạ, em bán rẻ cho. Dạ. Không mua mà còn nói tiếng quạ nữa. Trời ơi, thiệt cái khổ tâm ghê á. Trời ơi, ngày nay ngày gì vậy trời. Tết nhất mà sao không ai mua bông hết trơn vậy.
Mấy anh mấy chị thấy không? Nguyên một cái chợ chỉ còn nguyên khu vực bán bông của em thôi. Mọi người thương em lên mua giùm em. Dạ. Bông đẹp quá trời. Dạ bông thiệt á. Dạ. Trời ơi là trời, ngồi cười không à trời. Bỏ tiền vô mua vé rồi đúng không? Cho nên không có tiền để mua bông nữa đúng không? Thôi em nghe nhạc đi cho nó có mùa xuân. Trời đất ơi, nhà người ta đang vui mà cái quân nào mà nó tắt. Coi này chứ. Ơi dạ, chào bà Tiên. Gì Tiên gì? Tiên gì đây nữa? Ủa sao? Là con người hả? Là con người bình thường mà chú. Ồ vậy hả? Mới dọn đầu tóc tưởng bà Tiên không? Trời ơi, chú đi dọn hoài à. Chú ơi, chú cho con hỏi mà xíu một chút được không chú? Hỏi xíu một chút là cái gì con? Cần một xíu gì đó hỏi chú một chút xíu. Là chú cho con hỏi chú một chút xíu được không? Đúng rồi, cái cụm từ đó là chính xác. Cho con hỏi một chút xíu chứ không phải là cho con xíu hỏi một chút đây chú ơi. Dạ xin lỗi chú, kiểu cái ngôn từ của con nó hơi lộn xộn đó. Con hỏi là dân ở đây là chú, không phải, chú là đây ở dân mà không, dạ không phải luôn. Đây dân chú có phải là dân ở đây không? Chính xác nó đó. Trời nó dễ quá mà con. Má con dặn con á, hễ mà đi ra đường mà nói chuyện phải lựa lời. Uống lưỡi 7 lần con. Uống lưỡi đi cái nó rớt cái chữ ra, nó lộn tùm lum tùm la hết trơn. Vậy đó, đó con. Dạ với lại chú thông cảm giùm con. Con là người ở trển xuống cho nên cái từ nó khác. Con là người ở trển, ở trển xuống. Thế chú hèn chi nãy giờ vô là thấy rồi. Trời ơi, nó bị biển. Chú ơi, chú nói em chú ơi. Con bị biển, đúng chú không? Chú kiểu mà chú nói xấu người ta đó. Thì chú nói nhỏ thôi, chú nói lớn con nghe hết trơn đó. Bệnh cái gì mà bệnh? Chú cố tình nói cho con nghe mà. Không có. Con ở trển xuống. Cái đó là con kiểu là nhà giàu. Con ở tầng mấy? Trển xuống là tầng 8. Trời đất ơi, nó ở tới tầng 8 là con này nặng dữ dội lắm rồi. Dạ thưa chú, không phải cái tầng 8 đó, thể hiện cái độ giàu có, cái level của mình đó chú. Là con giàu con ở tầng cao. Cao tầng đó chú. Đó, bởi vậy con không có dùng cái từ nó chính xác, cái từ ngữ Việt Nam á. Là con phải sắp từ cho đàng hoàng nha con. Là con ở nhà cao tầng. Là nhà giàu đó, ở nhà cao tầng. Chú hết sức thông cảm giùm con. Tại vì con nghe là má con. Cho nên lúc nào con cũng nói chuyện nó từ tốn như vậy đó chú. Đối với chú thích bình dân à con. Là cứ nói thì chuyện bình thường đi con. Bình thường nó mới dễ thu hút, với lại dễ hiểu không chú? Đúng là con nói chuyện bình thường đi. Ông già nó nghe không già? Mà nó nghe không dạ? Ê nó nghe. Để... mày nói chuyện bình thường tao muốn sáng cho con cá rớt hàm răng ra quá. Trời ơi trời, cũng chú không. Con nói chuyện bình thường vậy là hổn lắm nha con hiểu không? Ê cha già, ê ông già sao được trời đó? Ơi, cái gì? Chú là ông hay bà? Tao là ông. Đó. Mày là ông hay bà? Hỏi cái gì dễ trả lời hơn rồi ông trời. Hỏi cái câu gì mà ba má con đẻ con ra chưa biết còn là ông hay bà nữa đó. Trời đất ơi, hỏi cái câu gì không một ai mà xác định được luôn đó, khoa học chưa chứng minh được luôn đó. Thôi chú xin lỗi, con là ông bà. Nói cái gì vậy? Nè bây giờ chú là ông đúng không? Chú là ông. Rồi, chú trẻ hay già? Chú già. Là ông già. Gộp lại nó ra chú đó. Hồi nãy giờ không có hổn gì luôn á. Là con kêu ông già là vậy đó hả con? Thân thương, kêu thân thương. Thân thương. Nghe ông già. Đó. Ông già nghe nè. Dễ thương á. Con xuống đây là con tìm người á chú. Con ở trển xuống để tìm người. Tìm người. Tìm ai vậy? Con tìm bạn trai của con. Con tìm bạn trai của con. Bạn trai con ở đất này hả? Đất này luôn. Ở đất này là ai chú cũng biết kìa. Trời ơi, vậy là con tìm đúng người rồi. Đúng người rồi. Đúng rồi chú ơi, được rồi. Bây giờ chú giúp con đi. Chú giúp con đi rồi con con mua bông của chú. Con mua bông của chú giống như là người ta nói là có qua có lại mới tội lòng nhau đấy không? Chú giúp con kiếm được bạn trai của con. Thì con mua một chậu bông của chú. Con kiếm được chồng, chú thì bán được cây. Thấy dễ thương. Dạ. Nhưng mà giờ chú nói nghe nè. Bây giờ con mua bông của chú đi, rồi chú mới chỉ cho con kiếm bạn trai. Không, bây giờ chú chỉ con kiếm được bạn trai con. Xong con nắm tay bạn trai con lại đây con mua bông của chú. Không, con bây giờ con
mua bông đi rồi chú mới chỉ. Chú chỉ đi rồi con mua bông. Không, ra. Mua bông đi rồi ta mới chỉ. Bây giờ chỉ chưa kiếm được ra mua bông. Không, con mua bông trước đi mà mày lì quá. Ông mới lì ông già. Trời ơi trời, ta chỉ đi, ta đi kiếm được nó. Tôi lại tôi mua, tôi mão hết luôn cho. 30 Tết bán chưa hết đúng không? Con ra còn mão hết. Không dám đâu. Mày dù 30 Tết, ai cũng mong tới 30 Tết là ra là sưng không à. Mệt mỏi. Thì giờ sao giờ? Bây giờ con cứ mua cho chú đi, mua chậu, hai chậu gì. Xong con để hai bên về, con đem tới nhà nó, con gặp nó con cho luôn. Nghe. Nghe. Giờ con không mua cái chậu này được không? Cái này chậu này là đem lên cúng nó đó con. Không, con cúng cho má ảnh đi. Trời ơi, má. Trời ơi, sao mà con chưa có lên làm dâu ta mà con trù. Cái này là chú cúng. Chú cúng ở đây à, là cái này không có bác. Đúng rồi, cái này là chú cúng rồi. Để chú cúng để cho người ta mua. Dạ, hiểu không? Giờ, nói chung là con chốt trước một chậu, hiểu không? Rồi. Chú chỉ con thì kiếm được nhà bạn trai con ha. Là con quay trở lại đây con mua hết. Trời ơi, con nói con em về nhà bạn trai con chất lên nóc nhà. Sập nhà nó cũng được nữa. Con hứa rồi nha. Hứa chắc chắn luôn. Con mà không giữ lời hứa là con bị thụt lưỡi. Con không dạ. Có sắp từ được đâu nghe. Con hứa luôn bây giờ nè. Thằng nó là tên là... Tên gì? Bạn con tên gì nói cho trai. Nghe. Tên Thình. Bạn con tên Thình. Dạ. Ở đây nhiều Thình lắm con. Nhiều lắm hả chú? Thình nó ra sao con? À, anh Thình là trắng nha. Ờ. Cao ráo. Cao. Khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Cao. Có chơi thể thao không? Có chơi thể thao đúng không? Có chơi thể thao đúng không? Dạ. Cao cỡ 1m95. Nó cao 1m95. Trông đông như là chú. Dài nha nè. Ê con, nó cao 1m95 là nó đứng đây mà cái đầu nó trên kia đó phải đúng con? Đúng rồi. Mỗi lần con nói chuyện với anh con dày con nè chú. Chú biết rồi con. Biết không? Đây. Dạ, đó đó đi. Thằng này nè. Đẹp trai nè. Dạ. Cao ráo nè. Đúng rồi. Trắng đẹo nè. Đúng. Trời ơi, nó chơi thể thao nữa con ơi. Nó trẻ xuất sắc luôn. Con cho đây, đây, con thấy con đường này không? Nè. Rồi. Đi thẳng con đường này nha. Dạ, dạ. Đi thẳng con đường luôn luôn đó. Cái thùng dinh bên tay phải. Con đi hoài. Chừng nào con thấy có cái cột thu lôi. Là nhà nó đó con. Ê, ông già. Tôi là tôi kiếm bạn trai của tôi. Chứ không phải tôi là bán sắc dụng, hiểu không? Tôi đâu có kiếm cây sắc chi vậy. Không hả? Phải, con biết không? Nó cao quá à. Ba má nó sợ nó ra đường bị trời đánh. Cho nên ba má nó phải xây cái cột thu lôi phía trước nhà nó. Để trời có đánh được cột thu lôi. Chứ không có đánh nó. Cho nên nguyên một cái dãy đó không có nhà nào có cây cột thu lôi. Còn thấy nhà nào có cây cột thu lôi là nhà của đó. Trời ơi, tự nhiên chú giải thích cái thấy hợp lý liền. Ừ. Đúng luôn. Là cái nhà đó không chú? Nhà đó đi con. Rồi được rồi, để chú đi hoài. Rồi đi hoài luôn. Đi hoài nè, nè. Ngay. Mày nhớ quay lại mua bông nữa nha. Ngay. Trời, sáng giờ không có bán được một chậu nào. Toàn đứng đây chỉ đường không à. Quá mệt luôn thiệt chứ. Em như cô gái hay còn nè. À, hình như không đúng lắm. Anh như cô gái hay còn hơn. Vậy Sai, em biết em sai rồi. Em sẽ sửa lại. Tôi như cô gái hay... Không được. Sai lắm đúng không? Sai dữ dội lắm. Làm như cái bài này nó không có hợp cho đúng em. Rồi, đừng bao giờ hát bài không hợp với mình. Chính xác. Nó sẽ bị lòi ra. Dạ, đúng. Dạ, chào anh. Anh ơi. Trời ơi. Dạ. Việt Kiều phải không? Dạ không, em phải Việt Kiều. Sao mà sang trọng quá trời à. Em phải chởn xuống á anh. Trời má ơi, sao nay cho về ăn Tết nhiều vậy trời. Xã là 7-8 đứa từ sáng tới giờ. Ở trển xuống. Dạ. Ở tầng mấy? Dạ tầng 9 anh. Chết mẹ này nặng hơn nhỏ nãy. Trời ơi trời. Trời ơi anh vui lắm anh ơi. Dạ. Ở trên đó là coi như là em lạch đỉnh luôn đó. Ở dạ. Vậy hả? Là có cắn người chưa? Dạ trời ơi, dạ trên đó có một mình em mà nên không biết cắn ai. À, hơn quá. Cái tầng 9 có một người thôi. Dạ có một mình trời em độc nhất vô nghị luôn. Trời. Hey, dạ. À, mới xuống. Dạ em mới xuống. Tại vì anh biết sao không? Sao vậy? Em ở trên đó khổ quá anh à. Khổ có mình là khổ rồi đó. Em nói anh nghe nè. Ờ. Bây giờ đó em nghĩ hoài hả? Ừ. Nếu mà mình không lấy vợ thì về già sẽ khổ. Ừ. Còn nếu mình lấy vợ bây giờ thì sẽ khổ từ đây đến về già. Ừ. Như vậy mình có nên lấy vợ hay không anh? Đừng bao giờ lấy vợ. À, để về già khổ một lần, hiểu không?
chứ còn lấy bây giờ là khổ vậy da cho tới già luôn. Ôi anh hay quá. Nói vậy là anh chưa có vợ à? Anh không có vợ. À bởi vì anh mới bơi bơi vậy nè. Trời ơi, anh chưa vậy là nhờ không có vợ. À cho em hỏi thăm là anh bán bông ở đây lâu chưa? Anh bán từ nhỏ tới lớn luôn á, cha truyền con nói á, bán này quen dữ lắm. Vậy hả? Ở đây anh quen lắm, vậy là hai anh cũng biết hết. Đúng rồi, ai anh cũng biết mà ai cũng biết anh. Hay quá. Mà không có lên đây mua bông. Ui sao gì vậy? Ngồi dưới lo cười không à. Anh ơi, anh chỉ cho em nhà của bạn thân em đi. Em kiếm được bạn thân em rồi, em tới đây mua bông ủng hộ anh. Ai làm vậy? Giờ em mua bông đi rồi anh chỉ cho. Không, em phải kiếm được bạn thân em rồi em mới mua bông anh. Em mua đi rồi anh chỉ cho. Không, em phải có người tặng em mới mua chứ. Thì em mua đi, gặp nó rồi em tặng cho nó. Không, nhưng mà anh, em muốn là coi như là em phải kiếm được bạn thân em. Kiếm được bạn thân em lại muốn lại quay lại mua bông tặng nó chứ. Trời ơi, mày điên quá mẹ ơi. Mày mua bông xong mày tao chỉ cho mày. Mày đi gặp nhau nó rồi mày đưa cho nó luôn, nó thuận tiện không. Ở đó mày đợi đó, lúc mà mày gặp nó rồi mày trở lại đây mày mua bông. Mày trở lại đây mua bông rồi tao còn bông nữa tao bán. Mày bị điên á. Người ta là phải kiếm coi như là kiếm được bạn, kiếm được là có người tặng người ta mới lại trong mua bông, ta có người tặng chứ không ai tự nhiên mua cái bò bông rồi đi lại đó rồi tặng ai. Nếu mà kiếm không ra được người, mày nghĩ sao vậy? Khổ quá, hèn chi người ta nhốt em ở một cái tầng mà không có ai ở của mình em. Đâu bị lỗi anh, tại vì em ổn quá mới giỡn với em thôi mà em giống như em muốn nạo anh. Dạ trời đất dạ. Ơi không, em không dám nạo anh đâu. Bây giờ nghe lời anh đi. Dạ. Mua giùm anh một chậu mở hàng đi, rồi cái anh chỉ đường cho gặp bạn em nha. Không giận nha. Ừ em bông, bông đẹp. Ừ thấy rất sang. Sang trọng lắm em. Đẹp không à? Dạ bông nào em cũng thích hết. Ừ mua đi mua đi. Nhưng mà anh chỉ chỗ nhà bạn em đi, em kiếm được bạn thân em, em sẽ quay lại. Em thân dữ không? Hai đứa em thân lắm. Con trai hay con gái? Dạ con trai. Thân lắm đúng không? Dạ hai đứa coi như là thân cỡ nào nói anh nghe coi. Hai đứa ăn chung. Ăn chung. Ngủ chung. Ngủ chung. Nhiều khi hai đứa thân quá nhà vô tắm chung luôn. Tắm chung luôn. Dạ. Anh nhìn nãy giờ là anh nghi rồi. Anh nghi gì? Anh nghi em rồi. Nghi cái gì? Em nghe vậy phải không? Em là vậy phải không? Em là đặc sản đúng không? Không còn em công quê đâu đúng không? Không. Thẳng. Không. Nhìn là thấy công quê đâu rồi. Không. Em thẳng. Ra tới vùng binh em mới công công lại một chút. Nãy giờ ông nói nè, bây giờ anh chỉ á, kiếm được bạn em rồi em nhớ lại mua bông cho anh nha. Em hứa với anh luôn. Rồi bạn em ở dưới này. Dạ. Xứ này đúng không? Dạ. Nó tên gì? Dạ tên Thình. Nó tên Thình? Dạ. Thằng Thình cao 1m95 đúng không? Nhà có cái cột tu lôi nè. Đây em đi xuống cái con đường này, em nhìn bên tay phải nha. Nhà nào mà có cái cột tu lôi phía trước là nó đó. Thằng Thình trắng trẻo đẹp trai chơi thể thao đúng không? Cao 1m95. Dạ không. Thình em có 1m59 à. Trời ơi, nó lùn mừng anh luôn hả em? Ủa? Anh được bao nhiêu? 1m6. Trời có thiệt không nó? Trời thằng nó lùn mừng anh chút xíu. Anh vàng á. À? Ta đồn nó anh có 1m49 á. Trời ơi, quân nào đồn chứ dội. Dạ. Không. Đây, dạ thằng Thình đó đúng không? Dạ. Thằng Thình đó thì ở đây. Đây, thằng Thình nó ở nhà này nè, em đi qua em nhìn bên tay phải nha. Cái nhà nào mà có cái chuồng heo là nhà của nó. Nhà Thinh có hoa vàng trước ngõ, tường thật lá cao có dây leo kín rào. Ờ đúng rồi, nhà nó có dây leo ở trên, còn dưới là chuồng heo. Ủa vậy hả? Ở trên dây leo dưới chuồng heo luôn. Nó không có nói em cái phần mà ở dưới nhà của nó là có chuồng heo. Nhà nó chỉ có cả em lại. Nếu mà em yên tâm đi, em ở tầng 9 là em hửi toàn mùi dây leo không à. Vậy không? Hả? Bây giờ em theo hướng anh chỉ. Ừ. Nhà có dây leo. Đúng rồi. Ở trên. Đúng rồi. Ở dưới là chuồng heo. Ở nhà của bạn thân em. Ừ. Em tới đó, em kiếm được bạn thân em, quay lại 30 Tết em mua hoa. Mua hết mẫu cái này cho anh luôn. Mày không quá, quá đi lại liền mua liền đợi tới 30 Tết. Mệt em quá. Ghét ai mà mua đồ mà mua đồ Tết mà cứ đợi 30 mới mua. Em thề với anh, bây giờ không 30 Tết nữa, kiếm được bạn thân em, quay lại mua liền. Ừ. Yeah. Cảm ơn em nha. Hy vọng nè, coi như em kiếm được đúng nhà nha. Ừ. Bye bye. Thôi trời má ơi, sao tôi giống như Google Maps vậy trời? Trời, ở đây toàn là không bán được một chậu nào hết trơn á, mà toàn là hỏi đường không.
Sao nó mệt mỏi quá. Ladies and gentlemen, đấy. Welcome Miss International. Trời ơi, cái gì vậy? Ai vậy? Ai tự nhiên văng bụng vậy? Sao tự nhiên mình có cái đầm đẹp nhỉ? Quân nào? Trời ơi, bởi tết dứt sơ hở ra là mất, sơ hở ra là mất à. Cái đầm của tôi đâu rồi? Trời, mới thấy đây này, mới thấy cái đầm đây nè, trời ơi. Đây nè. Trời ơi, em nhỏ, sao em lấy cái đầm của chị vậy? Ủa, cái này của chị, em trả lại nè. Trời. Trời ơi, quá đẹp luôn. Đây, nãy chị ra đây chị có cái đuôi áo đầm á cưng. Cái đuôi hả? Hả? Giờ nó thành cái phía trước nè chị. Ủa làm gì vô cái yếm vậy? Nó sai sai cái gì á? Cái thằng bé này hay giỡn quá à. Bạn nó tức dễ sợ luôn vậy đó cưng. Ai đây, ai đây, thấy quen quen ta, ai? Quen ai? Không, quen không? Ai vậy, ai vậy? Trời, Hoa hậu mà không quen. Xin trân trọng giới thiệu đương kim vô địch Hoa hậu do báo Hồi Hướng tổ chức. Tức cái tụi này dễ sợ, dặn nó bao nhiêu lần rồi. Tôi giới thiệu mà nó gõ chuông tự nhiên muốn sắm hối á. Không muốn đi thi hoa hậu. Đẹp không cưng? Đó là hoa hậu mà. Thấy quen quen ta. Quen gì? Đừng có thấy người sang Bắc Hoàng làm họ. Ê con Hương Hoa Đẹo. Trời đất ơi, ai mà biết tên tục tôi vậy? Vui nè. Vui bạn chung lớp. Ai à, xấu hả? Vui. Thế bao năm sao mày vẫn xấu, vẫn nghèo hèn vậy? Vẫn lắm hoa đây hả? Nó nghe nè, bà Hương lâu quá không nhận ra. Gì? Nhưng mà mình lớn tuổi rồi, hiểu không? Mình đừng có xưng mày tao nữa, người ta cười đó. Thôi mày khùng quá. Tao với mày học chung lớp rồi, tao với mày kêu mày tao là đúng rồi. Thế chẳng lẽ tao kêu mày bằng thầy? Mày cứ bỏ mày hổn cũng y chang rồi đó hả? Mày hổn quá cho nên trời hành mày nè. Tét ra hả? Không có tét. Cái này là người ta gọi là thẩm mỹ viện đó. Là tao mới đi cắt môi ra cho nó trẻ ra, nhìn cho nó phụng biểu á. Phụng biểu vậy thấy chảy nước rồi phải hút nước lên rồi vậy là nói chuyện hút lên vậy. Thấy tại tao chưa có cắt kỹ, tao lo cái tao bánh tét bánh chân ngày Tết ăn vô nó hơi bưng mủ. Trời ơi. Mình chịu khó mình nói chuyện cái mình ấy lên. Hiểu không? Nó đẹp. Kéo nước miếng lại. Vài bữa tháo chỉ là đẹp dữ lắm. Cái cưng lắm. Cái miệng phụng biểu á. Trời ơi. Ê, ghê quá. Ê, sao mắt mày nó giống như nó trợn trợn lên vậy? Mày cũng xấu vậy, mày chê tao hoài nó nghe. Giờ tao vô tao hỏi thăm mày một cái nè. Xong lát tao mua qua, tao vô mua qua cho mày, cho mày yên tâm. Giờ muốn hỏi gì? Tao hỏi nhà Thình. Sao Thình năm nay nó đắt dữ dội vậy trời? Ê, nói nghe. Thằng Thình là thằng Thình cao 1m95. Hai thằng Thình cao 1m59. Có hai thằng. Quang. Tao bị liệu với mày nè. Thằng Thình bên này là cao 1m95. Thằng Thình phía bên này là cao 1m59. Tao không kiếm hàng Thình đó. Chứ mày kiếm thằng Thình nào? Tao kiếm Thình Linh. Sao mày không nhiều lòng nữa vậy? Không phải. Sao? Thằng Thình Linh là thằng nào má ui? Trời ơi coi, tháng tao ngủ dậy tao đang cắt cái môi đó đau hiểu không? Đang nằm ở làm như là chết lâm sàng rồi vậy đó. Tao đang hôn mê sâu. Tao thức dậy cái trời ơi Thình Linh. Không còn thấy con nhỏ con gái đâu hết trơn trời ơi. Rồi mới đập được cái thơ Thình Linh mới biết là nó quen cái thằng Thình nào dưới đây nè. Nó rồi nó bỏ nhà nó đi rồi. Nhỏ con gái tao đẹp dữ lắm. Nãy nó có xuống dưới đây nổi không? Nó viết thư là nó về quê của mình luôn. Bởi người ta mới chạy về quê nè, Sa Đéc nè. Nên mà Thình Linh mình mới về đây. Bởi vì bất Thình Linh tao mới về. Có Thình Linh tao mới chỉ cho nhỏ con gái. Nhỏ con gái tao đẹp dữ. Ê kìa, nó trở lại kìa. Đó, ý trời ơi. Mẹ ơi. Gái tao đó mày. Con nè. Mẹ. Trời ơi, cục vàng. Ê cưng không? Ê cưng không? Á hậu quá hả? Á hậu con gái tao á. Bạn gái mày là á hậu, mày là hoa hậu. Ê nhà mày chỉ cần lướt qua sân khấu một cái vậy là được giải liền hả? Bởi mày ngu nhất lớp là phải vậy á. Tao với nó là ra đứng lướt qua một cái thôi là hoa hậu á hậu. Mình mua giải mà. Mày đứng lâu quá tao lấy giải lại tao còn đánh nữa. Trời ơi mày khùng quá. Mày khùng quá. Mày mới khùng quá. Hai bà lao công nhà tao, tao còn mua giải nữa. Trời ơi á hậu qua bá hậu tư. Bây giờ bà đeo vương miệng mà bà quét rác rồi cực dữ lắm. Mấy bà nhà tao có qua giải hết trơn rồi. Nói chuyện chảy chuyện hút vô. Nói làm sao đẹp đẹp không? Đẹp. Gái tao đó trời ơi con ơi má đây nè. Mẹ ơi. Mẹ đây nè con. Đó trời ơi thấy cưng không? Đó. Ủa tục giang của mẹ. Ủa ta tục giang của ta. Trời ơi. Gì dạ? Gì vậy mẹ? Trời ơi trời.
giò tao vậy trời. Mày tức cười quá mẹ con, tao đang mừng cái giò mày ngắn mà chọt vô chứ vậy. Con dạ. Con Tú này ơi, chứ quên, đây là bạn học của má nè, tôn tàu tàu Tú đi tao. Bạn học của má. Bạn học của má. Dạ, đợi con chú. Con chào chú. Ờ, chào con. Dạ. Ủa, làm gì phải chạy xa, thì xa vậy mới chào được con. Tại vì má con dạy con là phải hiểu biết đúng không? Có nghĩa là gặp người lớn phải chào từ xa. Đúng cho rồi. Nên con phải chạy ra tuốt khỏi con chào chứ nó mới lễ phép. Này là con của... Gái, ờ, gái cô á. Gái hả? Gái. Gái thiệt không? Ờ, rất coi thằng này. Hỏi thiệt mà tánh. Thằng này nó hơi ba lơ vậy đó con, tao kể đó. Ừ. Sao hỏi con vậy mẹ? Ờ, tao cười nhớ sao. Tôi nghe, đây làm gái. Là chồng bà đâu? Nhắc tới chồng tao mới nhớ. Mày không nhắc là tao quên tao đã từng có chồng. Từ lúc mới sanh nó ra còn đỏ hỏn chân tay mà tao phải bồng đi, tội nghiệp lắm, mang từng ký chôm chôm một để sinh sống. Anh mua giùm em một ký chôm chôm để có sữa cho con em nó bú. Anh nặng nuôi giùm chút ra, anh em bỏ tay giùm đi chú. Cháo đôi cái đi, nhúng nhúng đi để cháo nó nó nghe nè. Nín đi cái miệng vậy hát khó khăn quá ha. Khó lắm trời ơi, nó khóc kìa, hát tốn nước quá ha. Nó khóc kìa, nhúng nhúng đi, nín đi con, nín bố đi con. Gì vậy chú? Gì vậy? Trời ơi má ơi má, trời đất ơi, nó khóc quá con. Mộng em cái đi. Ê sao nó quăng con mày kìa? Quăng cái gì, quăng mày điên rồi. Thằng này nó điên rồi, cái này cái áo. Quăng đi cái áo. Cái điên cùng mà mày điên riết mày liệu. Mày biết sao không? Tại vì má con mày ở tầng cao quá. Trời ơi, con giận hết sức giận vậy đó mẹ ơi. Mẹ không sao, nói mẹ nghe. Có hỏi chú này là cái chỗ nhà anh Thành đâu. Chỉ tùm lum tùm la chạy tới cột thu lôi có cái gì đó. Anh nghĩ tùm lum tùm la là thấy cái tổng đất nè. Anh chỉ tùm lum tùm la. Anh chỉ tùm lum tùm la. Ê, nó nghe nè, coi chừng mai mốt mà mày sửa cái lưỡi mày nữa đó. Sao rồi? Đó, nịnh cắt rớt cái lưỡi đó. Trời ơi, không có co. Trời ơi, nói nghe là con ơi, con đi kiếm thằng Thình. Rồi con mới có một cái thằng nha, đang mặt sang trọng mà nó giàu lắm mà cũng đẹp lắm nha con. Nó cũng đi kiếm thằng Thình. Trời đất ơi, cái thằng đó đây này nè. Ôi trời ơi, anh Tâm ơi. Ờ, gì? Nhà anh chị anh Thình đó. Ờ. Không phải Thình đó đúng không? Thình đó. Thằng Thình đó, thằng Thình chay là heo. Ồ thì còn đó. Thằng Thình này đá banh đúng không? Dạ đúng rồi. Thằng Thình đá banh kìa. Đúng chưa? Dạ con. Tôi. Đừng có giải cái mà. Cái thằng quỷ. Trời sao mày nghĩ sao vậy mày kiếm thằng Thình? Hả? Anh Thình ở cái quê này chỉ có một mình thằng chồng đó là Thình thôi. Thôi đừng đó. Mày làm cái gì? Đừng. Thằng Thình đừng có xúc con. Ai vậy? Hai má con này cũng đi kiếm thằng Thình đó. Đi kiếm thằng Thình làm cái gì? Mày với thằng Thình quan hệ sao? Hai đứa là tắm chung, ăn chung, ngủ chung, cái gì cũng chung. Ôi trời ơi, anh Thình ơi. Anh Thình là trời ơi, anh Thình là bạn gái sao? Trời ơi, nè. Mày tin không? Tao đánh mày tin không? Cái gì vậy? Em, vậy là thằng Thình nó chai mặn đều dùng được hả? Đúng rồi, thằng Thình. Anh Thình đánh chi ăn nặng thôi, anh không có em cha. Trời ơi, con nói như vậy nữa. Trời ơi, anh không ngờ cô anh Thình. Trời con của anh Thịnh gái ghê quá. Ê mày lượt sai chưa? Trời đất ơi. Nó vậy là nó. Ê vậy là nó giật bộ con gái tôi hả? Đứng lại mày. Mày giật bộ con gái tao hả? Mày đứng lại đây. Đứng lại. Trời ơi. Ủa tôi nhớ tôi đi xa lắm rồi, sao tôi ở đây vậy? Tỉnh lại giùm tao đi. Trời ơi, mày với con mày với cái thằng đó. Sáng giờ tao không bán được cái gì hết trơn mà lại đây quậy. Mày biết không, bắt đầu xế chiều rồi kìa. Sao? Trồng bông để đi bán Tết. Cực lắm mày biết không? Tao biết. Nhiều khi bán không có được. Rồi người ta đợi tới ngày 30 á. Người ta ra người ta trả rẻ. Hoặc ta xin. Trời đất ơi. Tội nghiệp người nông dân không? Tao biết, mày yên tâm. Tao giàu mà. Tao giàu nhất cái vùng này. Tao mới tràn lên Sài Gòn. Bây giờ tao vẫn giàu. Nguyên cái xóm mình, nguyên cái xã mình, nguyên cái tỉnh mình tao còn bao ăn Tết được mà. Cái vàng bông mày đâu có là nghĩa địa gì. Tại sao phải để 30 mới mua? 30 mới mua là ác dữ lắm. Người nông dân người ta cực khổ trồng bông ra mà. Phải mua liền chứ tại sao để 30? 29 tao ra tao mua. Để giờ tao chạy tao kiếm coi. Ê mày nhớ. Trời ơi là trời. Nè Hương qua đèo. Mày nhớ nha. Nhớ 29 ra mua cho tao nha. Ui trời trời. Ê Tấn ra nữa hả? Tấn ra chào.
Vở kịch này quá trời luôn, em ăn hiếp được không thầy? Và vở kịch vừa rồi có sự tham gia của Su Su, một trong những người em mà tham gia sân khấu nghệ thuật Trường Minh rất là nhiều và rất là dễ thương. Su Su rất dễ thương. Dạ, chủ gánh hát Lô Tô Hương Nam nha cả nhà. Là qua đây rất là dễ thương. Bữa nào phải đem qua Mỹ diễn đi Tâm. Em nghĩ rằng là khán giả ở bên Mỹ sẽ rất là háo hức và chờ chào đón một cái phái đoàn Lô Tô. Dạ. Và nhất là Su Su, tại vì em biết là khán giả của Su Su ở Mỹ cũng rất là đông. Chẳng nói bên Mỹ thì anh muốn hỏi Tâm là Tâm thường xuyên ăn những cái Tết ở bên Mỹ, Tâm có thể chia sẻ với mọi người là nó khác với những cái Tết ở Việt Nam nó như thế nào không Tâm? Em ăn Tết ở nước ngoài được 32 năm, chuẩn bị là năm thứ 33. Dạ, thì một cái điều mà nó khác rõ rệt mà mình có thể thấy được rằng đó là Tết ở nước ngoài nó bất cứ là rơi vô cái ngày nào thì chúng ta đều ăn Tết vào ngày cuối tuần, ngày weekend. Có nghĩa là nếu mà ở Việt Nam mình giống như ngày 30, mùng 1 nó rơi vào thứ 3, thứ 4 thì mình cũng có thể là tại vì đây là cái Tết cổ truyền mà. Thì ở Việt Nam mình sẽ đóng lại mình ăn cái ngày đó, ngày thứ 3, thứ 4. Nhưng ở weekend thì chúng tôi sẽ dời đến thứ 7 và Chủ nhật, tại vì mọi người đều đi làm hết rồi, đến thứ 7 và Chủ nhật thì bắt đầu mình mới đón Tết. Có vài nơi mà coi như là được gọi là giống như nơi người Việt Nam mình sống nhiều ha bé ha. Thì coi như là mình có thể là như Cali đi, thì mình có thể là có thể bây giờ đã được giống như là Việt Nam, có nghĩa là mình cũng ăn Tết được 4 ngày. Đúng, đốt pháo. Đốt pháo. Quan trọng là đó là được đốt pháo, là kể cả bé Hương và Tâm là nếu mà trừ pháo khi nào chỉ có khi nào là weekend thì hai đứa phải xách vali đi diễn thôi. Chứ còn nếu mà được vào thứ 3, thứ 4, thứ 5 đó, thì là thích lắm. Nhưng mà đại đa số tất cả các gia đình ở bên đó vẫn giữ cái phong tục Tết của mình đúng dạ, không? Dạ, em nghĩ là khi người Việt xa xứ thì càng xa quê hương thì người ta lại càng giữ cái phong tục tập quán nó kỹ hơn nữa. À, nhắc tới Tết ha, rồi Tâm nhắc Tết xa xứ nữa, dạ, đúng không? Thì cũng có những cái bài hát mà mình nghĩ là ôi, bài đó nghe rộn ràng quá, và cái gốc của nó là từ bên Pháp lận. Dạ. Nhưng mà được chú Phạm Duy viết lại lời Việt tại Việt Nam, cái bài rất là dễ thương, đó là bài Cánh Bướm Vườn Xuân. Mời các bạn cùng nghe. Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hoàng cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, trọn đôi thước hoa u sầu quạnh hiu. Một hoàng cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, dáng hoa yêu kiều. Cánh bướm chi chít vun bên hoa, hương hoa bay nhanh đi xa xa. Sắc thơm cánh bướm không phôi pha, hoa thêm xinh tươi vun. Vườn xuân ông bướm ngát ngây tình hoa, như đan đắm say su hồn lòng ta. Vườn xuân ông bướm ngát ngây tình hoa, ý xuân tràn hoa. Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiêu, hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu. Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dân tình yêu, tròn đôi thước hoa u sầu quạnh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dân tình yêu, dáng hoa yêu kiều.
phương màu cà, không gian như lắng trong bao la, lúc cánh bướm nắng trong mưa hoa, tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân đào đà. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, như đang đắm say du hồn lòng ta. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, ý xuân tràn hoa. Cánh bướm xiêu xích vui bên hoa, hương hoa bay nhanh như xa xa. Sắc thắm cánh bướm không phôi pha, hoa thêm trên cuối vương câu ca. Không gian như lắng trong bao la, lúc cánh bướm nắng trong hương hoa. Tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân la đà. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, như đang đắm say du hồn lòng ta. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa, ý xuân tràn hòa. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa. Vườn xuân rất là dễ thương, mình trân trọng cảm ơn Đoan Nguyễn, Cát Phượng và Mai Thanh Tú. Cả nhà mình ơi, năm vừa rồi tại sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh đã sản xuất một cái vở kịch mà Hương rất là mong cái vở kịch được chiếu trên cái kênh của Hương luôn, đó là vở Bí mật chăm đốt tre. Và hồi nãy ngay đầu Việt Hương cũng xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Nhí cũng như là thầy của mình. Đây là cái lớp sau Hương chỉ có một năm thôi. Có nghĩa là Tâm nè, với Hương là sát cánh với nhau. Nhưng bên cạnh đó là tất cả các học viên của thầy, và bây giờ cũng là diễn viên ra trường rồi, thì các bạn đã hát một cái bài của gọi là bài chủ đề trong vở Bí mật chăm đốt tre, đó là bài hát Chuyện thần tiên. Mời cả nhà cùng nghe. Sự tích cây tre trăm đốn, hang sông oai phong hay xa tràng ăn khế cha vàng. Có biết bao nhiêu câu chuyện kể, những câu chuyện xưa cổ tích đã khiến ta mê ơi là mê mỗi khi nghe kể. Ai 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 à, nhưng có mấy ai hay đằng sau biết bao nhiêu là. Cái bài hát chủ đề của một cái chuỗi kịch thiếu nhi của sân khấu nghệ thuật Trường Minh, bắt đầu bằng cái tập đầu tiên đó là Bí mật chăm đốt tre, sắp tới sẽ là tập 2 vào cái mùa hè này ha. Mùa hè đó, Chuyện thần tiên, cho nên là mới đặt bài và sáng tác luôn. Đúng rồi, cái bài hát vừa rồi là bài hát chủ đề cho cái chuỗi kịch thiếu nhi,
của sân khấu nghệ thuật Trương Minh. Em chưa có coi nhưng mà em thấy coi như là gì đó, quần áo đó em mê quá luôn á. Nói chung là đầu tư vô cùng, đầu tư hoành tráng lệ lắm. Cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi tiếp mục Chuyện Thần Tiên. Và cảm ơn tất cả các học trò của thầy đã đem đến một tiết mục dễ thương tặng cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Dạ không có lì xì đâu, đừng ham nấu. Ai biết thì... Và cái này cũng phải lì xì. Ai biết thì hay đưa ra tưởng đâu lì xì. Mình phải chơi cho mình lấy tiền cho mình tương tước. Và mỗi người sẽ có một bao. Tâm có tiền thiệt. Bởi vì em nói thiệt với quý vị, tiền bạc nó không có quan trọng. Quan trọng là phải có tiền. Trên đây là có hình Việt Hương, là có cái áo hồi nãy con rồng. Đúng rồi. Dạ đẹp rồi. Đẹp quá. Dạ đẹp không? Cầm xong chưa? Trả lại. Ủa gì vậy, chứ không phải lì xì hả? Đâu có, chơi trò chơi xong mới được tặng. Đây. Chứ phải cho đứa một cái. Có, chơi trò chơi xong sẽ tặng nha. Thế sao mà mình lớn tuổi mà mình nghe chữ tiền cái mắt sáng rỡ. Cái này gọi là mừng tuổi. Mừng tuổi. Không, anh không phải một mình anh đâu. Dạ, bất cứ một lứa tuổi nào từ 2 đến 99 tuổi người ta. Bây giờ chơi trò chơi không? Chơi. Chơi vậy ha. Có tiền là chơi à. Có tiền. Trong vòng 30 giây. Tích tắc 30 giây mình có thể kể được bao nhiêu thứ ra. Ví dụ như nói trong 30 giây nếu mà kể về bánh là Hương sẽ kể được 10, Tâm kể được nhiêu? 12. Chắc cũng 10. Chắc cũng 10. Ủa vậy? À, vậy thì câu hỏi đầu tiên của Hương nha, chơi không? Chơi ha. Chơi. Bây giờ Hương sẽ chơi nha, trong vòng 30 giây. Ai sẽ tả được món ăn xuất hiện trong mâm cỗ của ngày Tết? Nãy nói 12. 12. Trời ơi, 12 là nhiều đỡ nha. Thầy giỏi đó nha. Thầy chắc 10. 10. Hương nhiêu? 13. Trời ơi, vậy Hương trước đi. Xí cho chương trình. Dạ, bây giờ bé Hương ra 13 rồi, tôi phải cược tôi. Cái tánh tôi mà đụng đến tiền bạc là tôi phải thu đủ. Tôi 14. Trời ơi, rồi, đây 13, đây 14. Ê, nếu mà nói nè, nếu mà chẳng mình không có liệt kê ra đủ hết 14 mình có bị... Thì là thua, không được lấy tiền. Nhận tiền. Ở đây 13 mà không đủ 13 thì không được nhận tiền. Bên đó 13 chứ. Đây 14 mà cũng không đủ 14 món ăn thì không được nhận tiền. Vậy hả? Tôi là không có đáng gì, tôi lãnh. Rồi vậy bé 13 đi. Rồi bây giờ 3. Làm khó mình. Rồi bây giờ 13 ha. 13, 14 đi nha. 1, 2, 3. Thịt đông, thịt kho, bánh chưng, bánh tét, chả lụa, miếng, măng hầm giò heo, món ngọt thì tất cả các loại mứt luôn, chắc luôn tất cả các loại mứt, dưa hấu, trái cây, chè gừng đường, gì nữa, canh ngũ hoa. Dạ thưa hết giờ này mình mới có 9 món thôi nha. Mấy bạn giờ. Ủa còn giờ kìa. Dạ hết rồi này, nó này đây nè, hết rồi, cái này nó hết rồi, nó đây cả tiệp rồi nè. Ê được 12 à. 2 món hả? 12 hả? Tại 12. Tâm á, tự nhiên Tâm không, nó bếp bẻ hết rồi, tại đây nè, hồi nãy nó nhảy luôn. Bây giờ 14 đi. 14 thử coi. Em không 14, em đã nói là nếu mà vậy thôi em không thu đủ, em chọn 12 thôi. Tại vì em tưởng đâu rồi nếu mà Không dám đâu. Lật lộng quá. Ủa nhưng mà hồi nãy em nói giờ em có được kể lại những món của bé Hương nói không? Kể lại. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Nhưng mà đây là 10. Không. Vậy thì nếu mà Tâm vậy thì trong 30 giây phải kể được tất cả các món trái cây mà được cúng trong ngày Tết. Mâm ngũ quả là nãy 5 trái rồi. Bao nhiêu món? 11. Thầy, dân miền Tây mà. Bao nhiêu trái trong vòng 30 giây? Nó ít lắm, nó khoảng chừng 7-8 trái hả? 7-8 trái hả? 7-8 trái là nhiều đó nha. Tâm nhiêu? Em nói 11. 12. Trời ơi, nữa hả? 12 nữa hả? Sao bằng cái số 12 vậy? Rồi bây giờ 12, đưa đây. Tâm 13 đi. Thôi, 13. Dễ lắm, không, 5 ngũ quả là nó 5 trái rồi. Không có nha, ngũ quả trái cây ở trong mùa Tết là cũng có nhiều đó hả? 13 đi, 13 nè, bấm nha. Rồi 13 hả? Rồi vậy Tâm 13 đi. Rồi 13 nha. 13 bấm. Khoan từ từ nha. Trái dừa, trái thơm, trái thơm, trái bưởi, trái quýt, trái tháng. Xoài. Trái xoài. Rồi. Rồi trái dưa hấu. Trái dưa hấu. Ôi trời, dưa hấu. Rồi trái vú sữa. Vú sữa. Đầu năm không cúng vú sữa. Ồ dạ, trái bơm, trái mận, trái nho, thanh long. Trái thanh long, đúng rồi. Đúng rồi. Em liếu. Có một trái mà quên, trái mãng cầu. Đúng rồi. Em không biết. Cầu tại vì em xài. Cầu vừa đủ xài. Bây giờ trước tiên là cầu vừa đủ xài đi. Hiểu không? Đúng không? Cầu vừa đủ xài. Ta nói nãy ta nói 10 rồi. Nói chung là nãy em thua, với Tâm thua đó, mình đầy hết á. Nói chung này bình giỡn thôi. Nè. Bây giờ đưa cái đi. Chương trình đưa ra ba này là thôi đưa một cái. Đúng rồi. Đó thôi giờ chọn đi. Chọn đi. Của ai bóc đó đi vui nhất. Bóc đó là chọn ra coi nhiêu á. Nhiều nha, mở ra. Ê, coi nhiêu.
Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, 50 ngàn. Trời ơi, nhiêu hả? Học em không có tiền, không em có tiền. Tờ giấy có số năm mới. Tiền này bao lì xì. Dạ, cái lời giấy để vậy tôi. 57, số 1, 57 cuối. Ê, nói nghe nè, sao mà giàu rồi mà giàu thêm vậy á? Anh ơi, trời ơi, vậy đó anh, tiền nó định tiền. Đây là tôi được 10 ngàn, cũng đỡ khổ. Chút dễ thương. Miễn có tiền. Ê, là vui. Nói nghe, hình như nó biết Việt Kiều rồi. Việt Kiều đâu có xài tiền này đâu. Lấy tờ giấy đem về làm kỷ niệm. Đúng rồi. Mẹ ơi, dạ, giờ cái chữ này để chúc mừng năm mới, tiền này bao lì xì. Em không cần gì hết á, chỉ cần chữ ký của bé Hương Thị đây thôi. Coi như là cái giấy thông hành cho em ở Việt Nam. Giờ đi đâu chỉ cần đưa ra thôi là bây giờ cũng hết. Hết, đầu năm là có lộc rồi. Những con người mà lanh như tôi nghe, mà một thi mà nó dính dáng tiền bạc hoặc là tiết thi là cũng bị líu lưỡi luôn. Đúng tại rồi. Vì Hương á là nấu cổ Bắc được, cổ Nam được, cho nên là Bắc Nam Hương sẽ dồn hai mâm vô là sẽ dư món. Vậy mà đến khi mà một khi mà nó dính dáng đến thi số cá độ được gì nha, là quýu lửa trời. Không, nhưng mà anh Minh nói đúng á, thật sự là nói mà năm mâm ngũ quả trái cây gì thì nó chỉ được có cầu dừa đủ xài có rồi. Có nhiêu đó thôi à. Có nhiêu đó thôi à. Quýt mà không được cũng vú sữa hả? Ừ, tại vì Việt Nam mình nha, đầu năm ông được cúng chuối, ông được cúng vú sữa. Đúng rồi, thì nói chung là cái gì mà nãy em nói mà 12, em nói 12, 13 đó là anh nói chết rồi, kể tôi học. Khó, nào. Trời ơi, em biết. Tết có cúng trái sung nữa nha. Đúng rồi, trái sung. Trái sung, có trái sung nhưng mà ở bên Mỹ không có trái sung. Tại sao mà Việt Hương kể quá trời đồ ăn, tại sao mà Việt Hương kể quá trời trái cây hoặc là hoa hay ngày Tết là tại vô Tết á mình hãy tùm lum vô cả nhà mình đoàn viên vô nấu nướng đúng không? Yeah. Mời các bạn đến với bài hát Tết Đoàn Viên. Xuân đến xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy. Đào tươi thắm mai vàng khoe sắc sáng xuân. Nhiều quà Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về. Quà nào hơn gia đình mình chung mãi nhà chào xuân. Dù là nơi rất xa còn bôn ba cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Đón xuân về với mái đào trước sân, nghe xuân đưa lâng lâng. Đón anh về với gia đình cuối năm, hạnh phúc đong đầy chứa chan bao lời. Hãy tưng bừng phút giây này có nhau, rộn ràng cười nói dưới mái nhà. Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Xuân đến xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy. Đào tươi thắm mai vàng khoe sắc dáng xuân. Nhiều quà Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về. Quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân. Dù là nơi rất xa còn bôn ba cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân
ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Đón xuân về với mái đào trước sân, nghe hương xuân đưa lâng lâng. Đón anh về với gia đình cuối năm, hạnh phúc đong đầy chứa chan bao lời. Hãy tưng bừng phút giây này có nhau, rộn ràng cười nói dưới mái nhà. Nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Đón xuân về với mái đào trường sơn, nghe xuân đưa lâng lâng. Đón anh về với gia đình cuối năm, hạnh phúc đong đầy chứa chan bao đời. Hãy tưng bừng phút giây này có bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Tết đoàn viên vừa rồi Việt Hương cũng rất là thích, là tại vì lựa chọn nè, một người Nam một người Bắc, một người Nam một người Bắc. Tú Vi lấy Văn Anh thì Tú Vi là người Nam, chồng là người Bắc. Mạc Chân Khoa là người Bắc, lấy vợ là người miền Nam. Và bài hát rất là có ý nghĩa, cảm ơn nhạc sĩ Hoài Hàng. À, thật sự ra bây giờ nếu mà nói về những cái Tết đoàn viên đó, một cái điều mà Tâm thích nhất đó là mình tụ tập lại và để đánh bài. Kêu lô tô. Dạ đó. Ê, Tết không có đánh bài nha. Mình đánh trong nhà mình thôi. À. Giống như giờ Tết thiệt, giống như là nói thiệt là quý vị biết không, ở bên Mỹ là anh em nghệ sĩ mình là đa số là lại đi phải xa nhà để đúng đi trình diễn. Tụi em trình diễn thì đa số lại trình diễn ở trong casino, cũng cỡ như là họp pháp và để xuống đánh sau bài. Khi mình diễn xong cái xuống mình chơi nhẹ nhẹ. Dạ. Dạ. Chị, nhưng mà các bạn ơi, casino bên Mỹ không có bằng mình đâu. Tại vì casino bên Mỹ không có đổ cá ngựa. À, đổ cá ngựa vui lắm cả nhà, rẽn đổ vui dữ lắm, ra ngựa vui lắm đó. Bên Mỹ không có, kêu lô tô luôn. Một cái kỷ niệm mà em nghĩ rằng là rất là vui khi đi diễn ở bên Mỹ đó là bé nhớ là lúc đó mà mình cái thời mà phòng bán băng đĩa được đó quý vị, đi diễn Tết giống vậy đó, là bé Hương bắt em là coi như hai cái carry on là băng đĩa không. Dạ, mình được có cái là Tết đó để ra mua băng đĩa cái có 25 đô và cái người ta luôn cho luôn 50, ví dụ 100 đô hay là cho luôn 100 đô đó. Đó là Gala Cười năm 2003 thì 2005 là Hương bán băng đĩa mà mình không biết bán, Tâm phụ hết. Tâm làm hết, mình rất là lơ ngơ về cái việc đó, là bán rất là vui. Diễn đêm giao thừa hả? Và diễn cát mùng luôn. Cát mùng luôn anh. Còn ở đây anh nhớ những cái kỷ niệm mà đêm giao thừa cái mình đi diễn á, vừa diễn xong là xa, thiệt là xa dưới miền Tây á, coi như đi về gần cái giao thừa luôn. Qua giao thừa luôn luôn. Dạ. Là gần tới sáng mùng 1 luôn. Qua mùng 1 á là 9-10 giờ sáng là phải thức dậy, 12 giờ là bắt đầu đi diễn rồi. Giống như là cái năm đó mình lên đên trên đường không á. Nói chung là cũng mừng là vậy nè. Trong cái năm đó mình có nhiều show. Dạ. Mình đi tỉnh rất là nhiều. Giao thừa năm nay là hai thầy trò đã tính trước ra hơn ra. Dạ. Hai thầy trò tính là làm bánh gì, gói bánh gì. Dạ. Vì cô làm một cái việc là tất cả bà con nghèo mình á, thường có cái bánh tét trong nhà, tự nhiên là người ta cảm giác là Tết. Đúng không? Cho nên là hai thầy trò mới nói là sẽ dựng một cái sân khấu không bán vé gì hết, và mời đoàn lô tô Hương Nam của Suzu tới hát. Rồi tất cả các học viên ở trong này có tiết mục, cỡ khoảng 5 tiết mục để tặng hát thâu đêm suốt sáng và gói bánh tét cho nghệ nhân tới mời tới gói. Xong rồi bắt đầu lấy sáng nó vớt bánh tét ra phát luôn chung với lại một phần quà nữa để ăn Tết. À, cá tính của tuổi Thìn đó anh. Dạ. Và thêm nữa là lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Mà rất là vui. Tại vì mọi người đó, nhận được một cái bánh tét của mình á là tự nhiên họ thấy Tết. Có công nhận không? Người Mỹ tụi em có cái câu là sharing is caring, có nghĩa là mình chia sẻ là mình thương, mình care, mình quan tâm. Dạ. Cả nhà ơi, đón xem cái ngày hôm đó Việt Hương sẽ ghi hình lại để tặng đến cho quý vị coi là cái không khí gói bánh ở ngoài đường, rồi các nghệ nhân làm như thế nào, rồi chương trình ca nhạc để tặng đến cho cả nhà mình nha. Trước sân khấu nghệ thuật Trương Quân Vinh ạ. Anh Minh với lại bé Hương hay quá à. Lúc nào cũng nghĩ ra những cái những cái đó cho mọi người. Sơ hở là cho nè. Dạ, sơ hở là cho. Và bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta hãy tiếp tục theo dõi một bài hát được mang tên Xuân Này Nhớ Tết Năm Nay.
buộc buồn thắt lưng cái Tết này, buộc buồn thắt lưng. Vui xuân mừng Tết cô bác ơi, chính là một mừng. Giàu tiền thừa bạc xuân đến mỗi mong, ta nghèo dám đòn bánh Tết với bánh chưng cũng thừa ung dung. Một lần đón xuân là với phiền, bạc đâu thế nhân. Xuân đi hạ đến chưa tính xong, mối lo nợ nần. Phần mình mặc đồ năm ngoái cũng xong, lo ba cái quần áo mới để thằng cu cái tẹo nó mừng. Dành tiền mua một cái xe để ba hôm Tết chúc xuân bạn bè. Xe hơi ra vô kẹt lối thêm phiền, gắn máy sang suối chẳng quen. Ta mua xe đạp đỡ hao xăng mà lại rẻ tiền. Rồi thì cũng xong, ai có cười hợp mười cái răng. Sang năm vần tới ta đón xuân, mấy ai mà bằng. Buồn phiền vần màn năm cũ đã qua, tấn xuân chúc mừng cố bác được một năm phước lộc an hòa. Vạn sự hạnh thông thành công mỹ mãn bình thản, kiếm tiền triền miên hạnh phúc. Xung túc bạc vàng an khang thịnh vượng, sung sướng như tiên tình duyên phơi phới. Năm mới tiến lên ngập hơn mọi lúc, kính chúc lộc niên vô biên sức khỏe. Nhà trẻ gái cha khoan thai mà xóm cầu mong tất cả nhà nhà yên vui. Buộc buồn thắt lưng cái Tết này, buộc buồn thắt lưng. Vui xuân mừng Tết cô bác ơi, chính là một mừng. Giàu tiền từ bạc xuân đến mới mong, ta nghèo dám đòn bánh Tết với bánh chưng cũng thừa ung dung. Một lần đón xuân là với phiền, bạc đâu thế nhân. Xuân đi hạ đến chưa tính xong, mối lo nợ nần. Phần mình mặc đồ năm ngoái cũng xong, lỡ ba cái quần áo mới để thằng cu cái tẹo nó mừng. Dành tiền mua một cái xe để ba hôm Tết chúc xuân bạn bè nè. Xe hơi ra vô kẹt lối thêm phiền, gắn máy sang số chẳng quen. Ta mua xe đạp đỡ hào xăng mà lại rẻ tiền. Rồi thì cũng xong, ai có cười hờ mười cái răng. Sang năm vần tới ta đón xuân, mấy ai mà bằng. Buồn phiền vần màn năm cũ đã qua, tưởng xưng chúc mừng cố bác một năm phước lộc an hòa. Buồn phiền vần màn năm cũ đã qua, tân xuân chúc mừng cô bác được một năm phước lộc an hòa. Trời ơi là trời, trời ơi rất là dễ thương luôn. À, nghệ sĩ Minh Nhí có thấy hai nghệ sĩ bận bộ đồ đẹp không? Trên em của khán giả tặng. Em wow. Xin bộ đồ về làm kỷ niệm luôn. Việt Hương là chuẩn bị một cái áo đầm màu hồng, gài nơ hồng. Hoài Tâm là bận nguyên một bộ đồ vest rất là đẹp. Sau khi mà Hương nghe nhạc, Hương hát thì có một bạn ở dưới quê, tuốt ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, đã mua tặng hai bộ đồ này để tặng cho cô chú. Tại vì con thấy này, người ta đang trend là cô chú mặc bộ đồ này. Đúng, cái bạn đó, cảm ơn cái bạn đó. Coi như Hoài Tâm với chị Hương nãy mặc cái đó rất dễ thương. Khi mà bé Hương chụp cái hình gửi qua nói chứ yes, bé bộ đồ này là tuyệt vời và rất là cute. Cái bộ đồ đó tự nhiên cảm thấy là hai vợ chồng đang lo cho các con mình ăn Tết. Mình chưa có đủ tiền, chỉ mua được chiếc xe đạp thôi. Cho nên là chọn hai cái bộ đồ đó. Dạ, bây giờ xuân tới, Tết đến, hồi nãy là Việt Hương với Hoài Tâm hát cái bài đó. Nhưng mà lại là hát chung với lại 8 em học viên của thầy. Thì năm mới, trước tiên là chúc thầy nghe. Nhân dịp năm mới chúc thầy là sức khỏe, nhớ lời học trò nhai. Có thể mà cái đứa mà nó nhai hoài đó, làm cho mình rất là bực mình. Đó là tiết chế lại, không được hút thuốc nhiều. Cái đó là niềm vui, thầy không có gì hết ngoài hút thuốc. Nhưng mà tiết chế lại hút ít thôi. Hút nhiều quá nhiều khi suy nghĩ, ngồi suy nghĩ cái hút quên.
Với cái thứ hai, bớt uống nước trà vào buổi tối, tại vì cái thận của mình nó sẽ lọc nước lọc, mà mình cứ nước trà, và đặc biệt là nước trà lạnh nữa, cứ diễn vô là uống nước trà lạnh, thì mình cứ theo mình nhai hoài. Mà cái đứa mà hay nhai là cái đứa bị trách, khi mà sau này mới thấy quý nó là tại vì nó cứ nhai hoài. Chúc thầy là phải sức khỏe nè, học trò đứa nào cũng hiếu đạo là được rồi. Rồi từ từ tới rồi chút này, vậy cô nghĩ cái sự giàu nghèo nó còn có số nữa. Nhiều khi mình muốn giữ lắm, mình làm mà cùi móng tay chứ không phải mình làm biếng đâu, mà nó không giàu là không giàu. Dạ, nó ngộ vậy đó cả nhà ơi. Mà thì cái số của em nhiều khi á tự nhiên vậy, em dòm vậy cái em nói làm nó đi, cái là tự nhiên em trúng. Hoặc là em nói vô mua cái căn nhà đó đi, mọi người còn đang lơ ngơ là em đã mua đi mua rồi, thế là nó trúng. Đó. Đó, tiền bạc anh em chúc thầy vậy tiền, nha. Tiền bạc nó không có quan trọng anh. Dạ, quan trọng là mình phải có sức khỏe. Tiền. Dạ, có tiền thì giống như mới mua căn nhà đó đi thì mới có cặp cái mua được liền. Dạ. Chứ còn em, dạ em cũng phải suy nghĩ đắn đo lắm. Dạ. Còn Việt Hương xin cảm ơn Tâm đã xa xôi nửa vòng trái đất bay về đây trong đêm để làm chương trình này với Hương. Chúc cho Tâm năm sau là cũng là sức khỏe nè, tại vì bây giờ là 29 tuổi rồi. Dạ. 29 rục rồi. 29 rục rồi. Phải giữ gìn sức khỏe và luôn luôn duyên dáng với cái hàm răng của Tâm á. Yeah. Ai cũng hỏi Hương nè, anh Tâm là răng thiệt hả chị? Răng thiệt 100%, răng không bọc xứ, trắng tự nhiên. Và điều quan trọng là cái hàm răng nó là như vậy đó. Organic. Organic đó là organic đó, là như vậy đó. Có nhiều người là tưởng đâu là Tâm đã đi làm sửa thẩm mỹ. Yeah. Là tại vì thưa với quý vị là ngày xưa em ốm quá. Thì thấy răng không? Thấy cái răng không. Bây giờ em mập ra có chút xíu thịt cho nên là thấy nó... Vẫn thấy cái răng. Dạ vẫn thấy cái răng nhưng mà thấy nó đỏ hơn rồi mọi người lại tưởng đó em đi làm. Có một lần như anh nói với Tâm ở bên Mỹ luôn. Dạ đúng. Anh nói là đừng nha, đừng có làm không, hàm răng. Dạ. Rất là có duyên nha. Tâm là cái hàm răng của tôi là răng vô duyên á. Cảm ơn quý khán giả đã yêu thương hàm răng của em. Quý vị cả nhà ơi, và một bài hát rất là dễ thương nữa đến với chương trình khi danh hài hát, là tất nhiên phải có danh hài rồi. Nhưng mà Việt Hương mong muốn chương trình khi danh hài hát này không phải là vào mùa Tết đâu nha. Vào các mùa mình cũng có thể gặp danh hài hát bất cứ lúc nào. Có thể danh hài, hoặc là nghệ sĩ hài, hoặc là diễn viên hài. Chúng tôi có thể hát không hay, nhưng chúng tôi có thể hát đem lại cho quý vị cái năng lượng tích cực. Hát cho vui quá cũng được, đúng không cả nhà? Mong là quý vị nè, có những hỷ nộ ái ố nào trong cuộc đời muốn chia sẻ với tụi em cũng sẽ sẵn sàng ngồi đây để chia sẻ cùng với quý vị. Bài hát kết chương trình gồm có 5 bạn: Quỳnh Lập, Hạnh Thảo, Trung Tính, Su Su và Cano. Bài hát được mang tên Mùa Xuân Ơi của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Chương trình khi danh hài hát chân thành cảm ơn quý vị khán giả. Và bây giờ nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Hoài Tâm xin chúc mừng năm mới. Xuân ơi xuân đến rồi, xuân ơi xuân đến rồi, xuân ơi xuân xuân đến, xuân ơi xuân đã về, tiếng chim xuân ơi chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tình mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, nhân đôi vai và chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao chúc yên lành, lớn đôi gấp hoa in ấm an vui. Bao em thơ khoe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người về mọi điều mong muốn. Chào mừng xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Mừng mùa xuân đến chim én chào nghiêng, nghe mùa xuân đến em xin.
sướng như điên. Dẫn tên là đấng ngàn hoa đua sắc, mặc dù ra đường mưa gì cũng mát. Thôi thì mà kệ mỗi năm một lần, kiếm tiền lì xì cả năm dùng dần. Cùng huy phát tài gia đình hạnh phúc, tới tết xuân về tôi xin kính chúc. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi buồn nào vừa hẳn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc cho thương cùng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tình mình nào đứng. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đôi môi vàng chào mừng xuân xa. Chúc yên lành, đất nước gặp hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân đã về, kính chúc mọi người thêm một điều mong ước. Trong mùa xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Nghe âm vang bao chúc yên lành, đất nước gặp hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân đã về, kính chúc mọi người thêm một điều mong ước. Trong mùa xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Bắn 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 bắn.